Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 29. Văn nhân Mộc Nguyệt, văn nhân Hy Nguyệt. Dịch Tư Giao giống như gái bao, hôm nay là sân nhà của cô ta. Tiếp đãi bạn cùng lứa tuổi đến từ các thế lực lớn. Mấy lão giả sắp tới gần, cô gái. Dịch Tư Giao nhìn liếc qua mấy người, cười nói với cậu thanh niên, các người chơi đi, tôi đi một lúc nữa sẽ quay lại. Cùng đi đến một góc. Dịch Tư Giao lạnh giọng hỏi, chuyện gì? Một lão giả nhắc nhở, hôm nay chính là ngày thứ ba rồi. 150 triệu khối nguyên của Diệp Bắc Minh kia chẳng lẽ cô vẫn chưa nói với ông cụ sao? Nụ cười của Dịch Tư Giao ngưng lại, mấy vị trưởng lão, hôm nay phải nói với tôi những thứ này sao? Hôm nay là đại thọ 1500 tuổi của ông Tổ, tôi không muốn náo loạn chuyện không vui. Một lão giả cau mày, nhưng thưa cô, đây không phải chuyện nhỏ. Dù cô muốn để thêm một khoảng thời gian cũng phải tìm người liên lạc với Diệp Bắc Minh. Im miệng. Dịch Tư Giao khẽ kêu lên, các ông còn dám làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi sẽ hủy bỏ toàn bộ tư cách cung phụng. Sau này đừng hòng có được tài nguyên tu võ của nhà họ Dịch. Cái này, mấy lão giả nhìn nhau, không nói gì nữa. Dịch Tư Giao chẳng buồn để ý đến bọn họ, tiếp tục quay lại trong đám người. Một lão giả trong số đó than thở, hai, thôi, không làm cung phụng nhà họ Dịch cũng được. Một lão giả khác nói, ông Thạch, ông muốn rời đi. Ông Thạch hừ lạnh một tiếng, người phụ nữ này điên rồi. Không nghe khuyên nhủ. Nhà họ Dịch chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Đi bây giờ vẫn còn kịp. Mấy lão giả còn lại ngây ra. Ông Thạch vội bước đi ra ngoài cửa lớn nhà họ Dịch. Đột nhiên, con người ông ta co lại. Chỉ thấy một cậu thanh niên chắp tay, hét lớn về phía cửa nhà họ Dịch, Dịch Tư Giao, có phải cô quên chuyện gì rồi không? Giọng nói như sấm. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhà họ Dịch. Soạt, tất cả mọi người đều khiếp sợ quay đầu. Lá gan ai lớn như vậy, dám ồn ào náo động ở đây. Đây là nhà họ Dịch, hắn điên rồi hả? Tiêu Nhã Phi vui mừng quay đầu, ôi, giọng nói này là. Tiêu Dung Phi mặt không thể tin nổi, sao anh ta lại đến đây? Văn nhân Mộc Nguyệt cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Văn nhân Hy Nguyệt lập tức nghe ra giọng nói của Diệp Bắc Minh, sát thần Diệp Bắc Phong. Văn nhân Mộc Nguyệt sửa lại, chị họ, bây giờ nên gọi anh ta là Diệp Bắc Minh. Dịch Tư Giao nghe thấy giọng nói này, mặt đẹp cũng biến sắc, anh ta tới thật. Đột nhiên, mắt đẹp trầm xuống, hừ, anh đến rồi thì làm gì được tôi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Bắc Minh bước vào cửa nhà họ Dịch, nói ngay trước mặt tất cả mọi người, 100 triệu khối nguyên đã hẹn xong, hôm nay cô không chuẩn bị cho tôi. Soạt, ánh mắt tập trung vào Diệp Bắc Minh. Mọi người ngây ra, vậy là đến đòi nợ. Hôm nay là ngày gì chứ, mừng thọ 1500 tuổi của lão tổ nhà họ Dịch đó. Sao hôm nay hắn lại đến đây? Đúng là không hiểu chuyện. Rất nhiều võ giả thế lực lớn nhướng mày. Dịch Tư Giao khẽ mỉm cười, anh Diệp, tôi biết anh rất gấp, nhưng anh đừng vội thế. Thái độ Diệp Bắc Minh kiên quyết, đây là giao hẹn của chúng ta, đưa 150 triệu khối nguyên ra đây, tôi lập tức đi ngay. Dịch Tư Giao cau mày. Vừa muốn nói. Đột nhiên, chàng thanh niên ở bên cạnh đi ra từ trong đám người, mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, anh chính sát thần Diệp Bắc Minh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Giang Thần, là đệ tử của đại trưởng lão Long Đường. Dù nhà họ Dịch nợ anh 150 triệu khối nguyên, nhưng hôm nay là đại thọ 1500 tuổi của lão tổ nhà họ Dịch. Mọi người đều là tới chúc thọ. Hôm nay anh đến nhà họ Dịch đòi nợ, có phải hơi quá đáng không? Diệp Bắc Minh lập tức coi thường Giang Thần. Nhàn nhạt nhìn Dịch Tư Giao, phun ra hai chữ lạnh băng, lấy nguyên. Khuôn mặt Giang Thần nín nhịn đến đỏ bừng. Ngượng chết. Hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Mẹ kiếp. Hắn vốn muốn làm bộ, nói nhiều như vậy. Người ta lại trực tiếp coi thường hắn. Giang Thần có chút tức giận, quát lạnh, nhóc con, tao đang nói chuyện với mày đấy, có nghe thấy không? Một luồng khí cực mạch bộc phát từ trong cơ thể hắn. Mang theo ý tứ uy hiếp. Con người Diệp Bắc Minh lạnh băng, om sòm. Giơ tay lên. Một tiếng vang, bốp, thật lớn. Gò má Giang Thần nổ ầm, lùi về phía sau, chật vật phun ra một ngụm máu tươi. Cái này. Mọi người ngơ ngác.
Trong con mắt của Tiêu Nhã Phi hiện ra ngôi sao, anh ta mạnh quá. Tiêu Dung Phi cau mày, sức mạnh này chưa chắc là chuyện tốt. Đây là Giang Thần, không phải người bình thường. Hai người Văn Nhân Mộc Nguyệt và Văn Nhân Hy Nguyệt cũng nhìn nhau. Mắt đẹp của Dịch Tư Dao cũng co lại, cô ta cũng không ngờ Diệp Bắc Minh dám trực tiếp ra tay ở nhà họ Dịch, chẳng lẽ là mình thất sách? Không thể nào! Sao anh ta dám làm như vậy? Giang Thần bò dậy, ôm mặt. Tức giận gào thét, Diệp Bắc Minh, mày nhớ cho tao. Mày không chọc nổi tao, càng không chọc nổi Long. Diệp Bắc Minh lập tức ngắt lời hắn, mày đang uy hiếp tao. Bước ra, hạ xuống trước người Giang Thần. Giang Thần sợ hết hồn, mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh giọng lạnh băng, giết mày. Hai lão giả từ phía sau lưng lao ra, ngăn Diệp Bắc Minh, mày đừng quá đáng. Tao quá đáng thì sao? Diệp Bắc Minh cười ngạo nghễ. Vô cùng cường thế. Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay, một kiếm càn quét ra ngoài. Cái gì? Mày còn muốn giết bọn tao? Hai lão giả kinh ngạc, biết uy lực của Kiếm Đoạn Long, muốn né tránh. Nhưng bọn họ căn bản không thoát được tốc độ của Kiếm Đoạn Long. Phụt, phụt. Hai lão giả cảnh giới tiên thiên đầu bay thẳng ra ngoài. Diệp Bắc Minh đứng trước mặt Giang Thần. Giang Thần sợ đến mức mặt tái nhợt, đừng. Kiếm Đoạn Long đã nghiền ép xuống. Dứt khoát. Phụt. Một màn xương máu nổ bùm, Giang Thần nổ chết tại chỗ. Rít. Mọi người hít ngược lại hơi lạnh, da đầu tê dại. Tiêu Nhã Phi kinh ngạc há miệng nhỏ, chị nhìn thấy gì không? Tiêu Dung Phi nuốt nước miếng, thấy rồi. Xoạt. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi trên người Diệp Bắc Minh. Không ai ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại giết Giang Thần dứt khoát như vậy. Diệp Bắc Minh giống như nghiền chết một con kiến, lạnh băng nhìn Dịch Tư Dao, nguyên đâu. Dịch Tư Dao sợ đến mức toàn thân run rẩy, anh Diệp, tôi. Đột nhiên, từ trong nhà họ Dịch truyền đến giọng nói giả nua. Xảy ra chuyện gì vậy? Là ai dám ngang ngược bên ngoài? Bên ngoài nhà họ Dịch đều là một vài người trẻ tuổi. Nhân vật lớn chân chính đều ở bên trong phòng khách. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền lập tức lao ra. Mười mấy người khí tức trên tiên thiên tấn công tới, trong nháy mắt phong tỏa Diệp Bắc Minh, là mày. Thật to gan, mày dám đến nhà họ Dịch ngang ngược. Diệp Bắc Minh, mày coi đây là đâu vậy? Có đệ tử Long Đường hét lớn, trưởng lão, sư huynh Giang Thần bị giết rồi. Cái gì? Mấy lão giả Long Đường thốt lên giận dữ. Dịch Tư Dao vội vàng hét lớn, ông tổ, cứu con. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Đột nhiên, bàn tay anh nhấc lên, lòng bàn tay có thêm một miếng ngọc bội. Một đường ánh sáng màu đỏ, một đường ánh sáng màu tím đang lóe sáng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Trong lòng Diệp Bắc Minh chấn động, chị Tiểu Yêu, Ngũ Sư Tỷ gặp nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ cấm địa Long Mạch xảy ra chuyện? Đáng chết! Diệp Bắc Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Nào còn có tâm tình quan tâm nhà họ Diệp, xoay người lao ra khỏi nhà họ Dịch. Diệp Bắc Minh muốn chạy. Mọi người sững sờ. Văn Nhân Hy Nguyệt chép miệng, chỉ còn tưởng rằng anh ta vô địch thiên hạ chứ, hóa ra vẫn biết sợ. Văn Nhân Mộc Nguyệt cau mày, không đúng lắm, hình như anh ta có chuyện gấp. Bỗng nhiên, một trưởng lão của Long Đường gào lên, Diệp Bắc Minh, mày giết đệ tử đứng đầu của Long Đường mà còn muốn đi. Ở lại cho lão phu. Một luồng khí tức khủng khiếp đánh giết về phía Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh quay đầu một kiếm. Kiếm khí màu máu đi cùng với tiếng long ngâm. Một con huyết long bay thẳng qua bao trùm trưởng lão Long Đường đang ra tay. Bùm! Một mảng xương máu nổ tung. Con người lão tổ nhà họ Dịch hiện lên ánh đỏ, truy nhã tên này cho tôi. Mấy trưởng lão Long Đường cũng lạnh nhạt lên tiếng, bắt đầu từ bây giờ, ai đi gần Diệp Bắc Minh cũng là kẻ địch của Long Đường. Dịch Tư Dao buồn cười lắc đầu, sát thần cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhìn thấy lão tổ nhà họ Dịch mình, không phải cũng cắp đuôi chạy mất. Lúc này, trên trời cao cách nhà họ Dịch ngàn mét, một đường huyết ảnh xoẹt qua. Mặc kệ là ai, dám xông vào sư môn của tôi, tổn thương sư tỷ của tôi, tất cả đều phải chết. Diệp Bắc Minh điên cuồng đến cực điểm. Con người của anh tràn đầy khát máu và tàn sát. Vèo. Sau lưng anh, một mảng sấm sét ngưng tụ thành hai cánh, bất chợt chấn động. Giống như hỏa tiễn phá trường không.
Nhanh lên chút, nhanh lên chút. Diệp Bắc Minh lòng như lửa đốt. Sư tỷ là vảy rồng của anh. Đặc biệt là chị Tiểu Yêu, chính cô ấy dẫn anh vào Côn Luân Hư. Nếu không có chị Tiểu Yêu, 5 năm trước anh đã chết rồi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ứ máu, chị Tiểu Yêu, Ngũ Sư tỷ, các chị ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Chờ em. Ngao ồ. Một tiếng long ngâm. Diệp Bắc Minh tiếp tục tăng tốc độ, điên cuồng xông về phía đất tổ Long Mạch. Lúc này, vô số thế lực của đất tổ Côn Luân Hư ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng màu đo máu phá vỡ bầu trời. Mẹ kiếp, cái thứ gì vậy? Tiếng sấm sét. Tốc độ quá nhanh, là ma thú thuộc tính sấm. Vô số võ giả trố mắt nghẹn họng. Khi Diệp Bắc Minh chạy tới dưới chân núi đất tổ Long Mạch, toàn thân run lên. Chỉ thấy kết giới bể tan tành, nơi anh quen thuộc đã trở nên bừa bãi. Trên mặt đất có máu tươi và dấu vết chiến đấu. Giọng nói Tháp Cán Khôn Trấn Ngục truyền tới, nhóc con, những máu tươi này đều là của hai vị sư tỷ kia. Diệp Bắc Minh gầm thét, Tháp Cán Khôn Trấn Ngục, mau lục tìm tung tích của hai vị sư tỷ cho tôi. Tháp Cán Khôn Trấn Ngục vội vã tìm kiếm, ở phía đỉnh Thiên Trì. Mau lên, bọn họ đang nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh giống như một con dã thú điên cuồng, chạy thẳng tới Thiên Trì. Đỉnh Thiên Trì. Đùng đoàng. Một đường kết giới bị đánh vỡ. Tô Hiên lạnh mặt đi vào phạm vi của Thiên Trì, hai con tiện nhân chúng mày, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một cái kết giới thật sự có thể giữ được mạng chó của chúng mày. Cơ thể của Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ bị thương nặng. Vất vả lắm mới trốn vào trong kết giới Thiên Trì. Dựa vào sức mạnh long mạch để giữ vững. Không ngờ vẫn bị công phá. Khương Tử Cơ chậm rãi đứng dậy, Lục sư muội, em đi trước đi. Chị ngăn bọn chúng, em nhất định phải sống sót. Mắt đẹp của Đạm Đài Yêu Yêu đỏ bừng, cô ấy lắc đầu, Ngũ sư tỷ, phải đi cùng nhau. Hai người đã bị thương. Mặt đẹp trắng bệch, khí tức yếu ớt. Tô Hiên giễu cợt, đã thành như vậy rồi mà chúng mày vẫn muốn đi sao? Hắn tùy tiện xua tay, chúng mày lãng phí quá nhiều thời gian của bổn công tử rồi. Ông Vân, để lại một luồng siêu hồn của bọn họ. Lão giả lưng gù cười gằn, vâng thưa cậu. Cây giáo dài trong tay ông ta ném về phía Khương Tử Cơ. Xịch, phá vỡ không khí. Tốc độ quá nhanh, cộng thêm hai người đã bị thương từ trước, vốn không thể né tránh. Bỗng nhiên, một giọng nói tràn đầy máu tanh, hung ác, cuồng nộ truyền tới. Xông vào sư môn của tao, làm sư tỷ tao bị thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chúng, mày, thật, sự, đáng, chết. Từng chữ một. Ai? Tô Hiên và lão giả lưng gù ngây ra. Theo bản năng quay đầu nhìn. Chỉ thấy một bóng dáng từ dưới núi điên cuồng xông lên. Anh nhanh như tia chớp, sát khí ngút trời. Một hư ảnh huyết long gầm thét trong sát khí. Khiến Tô Hiên và lão giả lưng gù mặt biến sắc. Một đường kiếm khí chém tới, khí tức khủng khiếp khiến lão giả lưng gù lui về phía sau, giáo dài vừa ném ra cũng bị đánh bay. Diệp Bắc Minh một bước đến trước mặt hai sư tỷ, đâm kim bạc vào cơ thể hai người. Phốc phốc phốc, ném ra mấy viên đan dược trị thương, sư tỷ, những đan dược này có thể trị thương. Tô Hiên mặt không tin nổi, lại là mày. Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ mặt đầy kinh ngạc, tiểu sư đệ, sao em đến được đây? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh băng nhìn về phía Tô Hiên, trước tiên em xử lý hai tên khốn này đã rồi nói. Bước ra một bước, lôi ảnh trùng trùng. Ra tay dứt khoát. Trong kiếm đoạn long bộc phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa, chém về phía đầu Tô Hiên. Cái thá gì vậy, ông Vân, phế hắn. Tô Hiên hoàn toàn bị chọc giận. Với thân phận của hắn, chỉ cần hắn muốn, toàn bộ người của Côn Luân Hư đều phải quỳ xuống dưới chân hắn. Vùng đất xấu chó ăn đá gà gan sỏi này ai dám đối xử như vậy với hắn? Diệp Bắc Minh là cái thá gì? Tưởng rằng có danh hiệu sát thần thì sẽ vô địch. Dám chủ động ra tay với hắn. Con người lão giả lưng gù chấn động, chân nguyên trong cơ thể gầm thét lăn lộn, vâng thưa cậu. Xịch! Ông ta hướng một chảo về phía không khí. Một luồng sức mạnh thu hồi giáo dài lại, đâm về phía đầu Diệp Bắc Minh. Một luồng sức mạnh khủng khiếp tấn công tới, bao phủ Diệp Bắc Minh. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, nhóc con, cẩn thận. Tu vi của người này vượt trên tiên thiên,
đạt đến cảnh giới hợp nhất. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, con mẹ nó, cảnh giới hợp nhất lại là gì thế? Làm sư tỷ tao bị thương, dù thượng đế đến cũng phải chết. Bộc phát, toàn lực ra tay. Đồ long trảm, long đế quyết, tam thiên lôi minh. Máu của Diệp Bắc Minh bùng cháy. Trong cơ thể bộc phát ra tiếng gầm gừ của cự long, cảm nhận được sự tức giận của anh. Diệp Bắc Minh được huyết khí bao trùm, khiến lão giả lưng gù cảm nhận được luồng nguy hiểm tấn công tới. Cút! Lão giả lưng gù hừ lạnh một tiếng. Giáo dài trong tay đã xuất hiện phía trước Diệp Bắc Minh. Keng! Một tiếng giòn giã. Trong nháy mắt kiếm đoạn long và giáo dài tiếp xúc, giáo nổ tung vỡ vụn. Lão giả lưng gù kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Thanh giáo dài trong tay lão phu cũng là một món thần khí. Thanh kiếm này của mày không chỉ là món thần khí, rốt cuộc nó có lai lịch gì? Diệp Bắc Minh gầm thét, hỏi nhiều, chết cho ông. Kiếm đoạn long nghiền ép xuống. Lão giả lưng gù tức đến hộc máu, con kiến hôi, mày dám làm nhục lão phu. Tự tìm cái chết. Chân nguyên trong cơ thể lão giả lưng gù cuồn cuộn, bao phủ toàn thân. Ông ta giơ một chưởng đánh về phía tim Diệp Bắc Minh. Kiếm đoạn long chém về phía đầu lão giả lưng gù. Lại không chút đề phòng. Căn bản không có ý chuẩn bị ngăn cản một quyền này của mình. Con người lão giả lưng gù co lại, vẻ mặt khiếp sợ. Ông ta chưa từng nhìn thấy kẻ nào điên như Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, con mẹ nó mày điên rồi sao? Cho dù một quyền này của ông ta giết được Diệp Bắc Minh, một kiếm kia của Diệp Bắc Minh cũng sẽ chém rơi đầu ông ta. Lối đánh lấy mạng đổi mạng này khiến ông ta đan xen phẫn nộ. Điên! Đây chắc chắn là tên điên rồi. Lão giả lưng gù gầm thét, cút ngay cho tao. Thu hồi quả đấm. Một quyền đánh về phía mặt bên của kiếm đoạn long, hy vọng cản được nó. Cảnh tượng khiến người khiếp sợ xuất hiện. Trong nháy mắt cánh tay của lão giả lưng gù và kiếm đoạn long tiếp xúc với nhau. Bùm! Trong nháy mắt nổ tung, máu tươi đầm đìa, hóa thành xương máu. A! À, lão giả lưng gù kêu thảm một tiếng. Lùi về phía sau cả trăm mét. Mồ hôi lạnh trên trán trào ra, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, con kiến hôi, mày dám đánh lão phu bị thương. Tô Hiên biến sắc, ông Vân. Công kích quá khủng khiếp. Thủ đoạn quá bá đạo. Ông Vân thân là võ giả cảnh giới hợp nhất, vậy mà bị Diệp Bắc Minh diệt một cánh tay. Diệp Bắc Minh không có dừng lại, biểu cảm điên cuồng. Hóa thành một đường tàn ảnh. Bước đến trước mặt lão giả lưng gù. Kiếm đoạn long hung hãn đập lên, thương. Ông sai rồi. Lão xúc sinh, lão tử muốn ông chết. Lão giả lưng gù đã thấy qua uy lực khủng khiếp của kiếm đoạn long, ông ta kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, con mẹ nó thứ chó má, lão phu là cảnh giới hợp nhất, một võ thánh nhỏ nhoi như mày mà muốn giết. Giây tiếp theo. Kiếm đoạn long không chút khách khí đập xuống. Âm thanh ngừng lại. Lão giả lưng gù bị một kiếm đánh thành xương máu. Sắc mặt Tô Hiên khó coi như ăn phải con ruồi, ông Vân. Hắn giống như gặp quỷ. Ông Vân bị giết trong nháy mắt. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Tô Hiên sắp điên rồi. Soạt! Diệp Bắc Minh rời ánh mắt, rơi trên người Tô Hiên. Mày! Toàn thân Tô Hiên run rẩy, người lạnh băng. Con người Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, tử vong, máu tanh, hung ác. Lúc này, Tô Hiên giống như bị thần chết nhìn. Hắn theo bản năng lui về phía sau, nuốt nước miếng. Cũng không còn vẻ ung dung và ngạo mạn ban đầu, Diệp Bắc Minh, anh chờ chút đã, tất cả đều là hiểu lầm. Tôi là Tô Hiên, đến từ Huyết Vân Tông. Anh có thể không biết Huyết Vân Tông ý là gì. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, một khi Huyết Vân Tông tức giận, toàn bộ Côn Luân Hư của các người đều sẽ xong đời. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Huyết Vân Tông. Huyết tổ người sáng lập điện huyết hồn. Không phải tự xưng đến từ Huyết Vân Tông sao? Diệp Bắc Minh chẳng coi ra gì. Không ngờ Tô Hiên lại đến từ Huyết Vân Tông. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh dừng lại. Tô Hiên còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh sợ, lập tức thở mạnh. Khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng, Diệp Bắc Minh, ông Vân chẳng qua là một tùy tùng mà thôi, chết cũng chết rồi. Phụt, kiếm đoạn long chém xuống. Một cánh tay của Tô Hiên bay ra ngoài, Diệp Bắc Minh cười tà mị, đừng dừng, nói tiếp đi. Con người Tô Hiên co lại, anh bỏ qua cho tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh nữa.
hai sư tỷ của anh tôi cũng có thể bỏ qua. Phụt, lại một kiếm. Cánh tay khác của Tô Hiên bị chém rơi. Diệp Bắc Minh phun ra ba chữ, còn nữa không? Trong con người của Tô Hiên đều là tia máu, hét ầm lên, tôi có thể đưa anh rời khỏi Côn Luân Hư đi Huyết Vân Tông, nơi đó chắc chắn mạnh hơn cái chỗ Côn Luân Hư khỉ ho cỏ gáy này. Tôi có thể đảm bảo, anh đi Huyết Vân Tông cùng tôi có thể khiến anh mở mang trời đất rộng lớn chưa từng có. Phụt, kiếm thứ ba rơi xuống. Một bắp đùi của Tô Hiên bay ra ngoài. Kêu đau thảm thiết không muốn sống nữa, a. À. Phụt, kiếm thứ tư lại một lần nữa chém rơi bắp đùi hắn. Tô Hiên gần như đau muốn ngất đi. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt hỏi, thoải mái không? Mày! Tô Hiên toàn thân run rẩy, con người điên cuồng co lại. Chém nước tứ chi mình, còn hỏi mình thoải mái không? Người trước mặt nhất định chính là ma quỷ. Diệp Bắc Minh cười gian ác, hình như mày khá là thoải mái. Một cước đạp vào bụng Tô Hiên. Bùm! Bụng hắn nổ tung, đan điền vỡ vụn. Tô Hiên gào thét như chó điên, đan điền của tao, mẹ kiếp. Diệp Bắc Minh, con mẹ nó mày phế đan điền của tao. Lại một cước đạp tới. Một tiếng, răng rắc, giòn giã. Khuôn mặt anh Tuấn của Tô Hiên hoàn toàn bị phế, răng và cằm vỡ vụn tại chỗ. Đau đến mức không muốn sống. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt lạnh băng vô tình kia của Diệp Bắc Minh, tao nhớ mày rất thích siêu hồn đúng chứ? Vừa hay tao có chút hứng thú với Huyết Vân Tông. Siêu hồn. Con người của Tô Hiên điên cuồng co lại, sợ hãi nằm trên đất, giống như con sâu lùi về phía sau. Trong miệng phát ra tiếng hu 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 cầu xin tha thứ. Bù. Trong con người của Diệp Bắc Minh bộc phát ra một đường tia máu, xuyên vào đầu Tô Hiên. Huyết Vân Tông, biên giới Hoàng Triều Đại Chu. Tô Hiên, 66 tuổi, con trai nhỏ của Phó Tông Chủ. Trên tiên thiên đã tu luyện đến cảnh giới, đồng bì. Đồng bì. Diệp Bắc Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau võ thần chính là cao võ. Cảnh giới thứ nhất của cao võ tiên thiên. Trên tiên thiên chia làm 5 cảnh giới nhỏ, đoàn tang, tôi cốt, đồng bì, đoàn huyết, hóa cân. Tôi luyện cơ thể con người đến mức cao tận cùng, lục phủ ngũ tạng hợp nhất, có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp. Cảnh giới hợp nhất. Đây là lần đầu tiên Diệp Bắc Minh hiểu về phân chia cảnh giới trên tiên thiên. Tiên thiên, trên tiên thiên, hợp nhất. Tô Hiên là cảnh giới nhỏ thứ 3 trên tiên thiên. Đồng bì. Lão giả lưng gù đã tôi luyện lục phủ ngũ tạng đến mức tận cùng, là võ giả cao võ cảnh giới hợp nhất. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Võ giả cao võ cảnh giới hợp nhất cũng không ngăn nổi một kích của kiếm đoạn long. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, kiếm đoạn long vô địch, đừng nói chỉ là một cảnh giới hợp nhất. Hừm, so với một vài cảnh giới lớn hơn hợp nhất, chỉ cần hắn dám dùng cơ thể chống cự lại công kích của kiếm đoạn long. Hắn phải chết. Diệp Bắc Minh hỏi, kiếm đoạn long có phải thần khí không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, nhóc con, tôi giải thích một lần cuối cùng cho cậu. Đừng dùng hai chữ thần khí làm nhục kiếm đoạn long, cảm ơn. Ách, Diệp Bắc Minh không nhịn được hỏi, rốt cuộc kiếm đoạn long là binh khí đẳng cấp gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không trả lời. Ngược lại nói sang chuyện khác, cậu tu luyện rất nhanh, bởi vì nội tạng, xương cốt, gân mạch của cậu đều được chế tạo qua một lần. Chỉ cần cậu tiến vào trên thiên tiên, căn bản không cần, đoàn tang, tôi cốt, đồng bì, đoàn huyết, hóa cân. Có thể tiến vào ngay cảnh giới hợp nhất. Diệp Bắc Minh sợ hết hồn, mẹ kiếp. Thật hay giả? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đương nhiên, tôi có thể lừa cậu sao? Tốc độ tu luyện và sức mạnh cậu kinh khủng như vậy, có liên quan đến việc lục phủ ngũ tạng của cậu đã sớm bị tôi luyện. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra. Anh hít sâu một hơi, mẹ tôi làm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có chút do dự, nhóc con, cậu thật sự không biết một chút nào về thân thế của mình. Diệp Bắc Minh mỉa mai, nói nhảm, nếu tôi mà biết, bây giờ tôi còn phải tìm mẹ khắp nơi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, vậy hết cách, tôi cứ luôn chìm trong giấc ngủ say. Tôi cũng không hiểu gì mẹ cậu. Diệp Bắc Minh thở dài. Xem ra chỉ sau khi tìm được mẹ, đích thân hỏi bà ấy. Tiếp tục siêu hồn. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh sững sờ, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Huyết Vân Tông tìm Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Đang muốn thăm dò ký ức của Tô Hiên. Bỗng nhiên, Tô Hiên hoảng sợ che đầu, phun ra một hớp máu tươi. Bù!
Máu tươi ngưng tụ thành một đường huyết ảnh, một hư ảnh lão giả đi ra, to gan, cháu trai của Tô Lê Thiên mà mày cũng dám động. Tô Hiên giống như vớ được phao cứu mạng, ô ô ô, ô ô ô, miệng bể nát, tứ chi bị chém. Chỉ có thể phát ra ô ô tiếng cầu cứu. Hiên nhi, lão giả đau lòng nhìn tình trạng thảm hại của Tô Hiên, thốt lên giận dữ, xúc sinh, mày dám đối xử với cháu trai của Tô Lê Thiên như vậy, mày đáng chết. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ông là cái thá gì, dù ông đích thân đến, tôi cũng giết Tô Hiên. Giơ tay lên, kiếm đoạn long lập tức chém xuống. Tự tìm cái chết. Huyết ảnh gầm thét một tiếng. Trực tiếp đập một chưởng. Dù chỉ là một đường huyết ảnh, nhưng uy lực cũng đủ đập chết một võ giả tiên thiên. Kiếm đoạn long ép lên, huyết ảnh trực tiếp tan vỡ, rồi sau đó biến mất. Ô ô ô, ô ô. Tô Hiên sợ tè ra quần. Sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Một đế giày thể thao phản chiếu sâu trong con người hắn. Phốc. Một cước đạp nổ đầu Tô Hiên. Cùng lúc đó, trong một mật thất huyết phân tông, một lão giả phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ hoảng sợ, cái này sao có thể. Hắn phá được chú huyết hồn của mình. Đột nhiên, đài cao bên cạnh, một ngọn đèn trong mấy trăm ngọn đèn hồn đăng đã dập tắt. Trên hồn đăng có khắc hai chữ Tô Hiên. Lão giả tức giận gào thét, không, Hiên Nhi, a, à, giọng nói vang vọng trong mật thất. Sau khi giết Tô Hiên, Diệp Bắc Minh quay lại trước mặt hai vị sư tỷ, trị thương cho các cô. Có đan dược của Diệp Bắc Minh, hai người cũng không kiêng kỵ. Trực tiếp cởi quần áo, nhảy vào thiên trì. Cái này, Diệp Bắc Minh kinh hãi phát hiện, anh lại có thể nhìn ra cảnh giới của hai sư tỷ. Lục sư tỷ đạm đài yêu yêu, cảnh giới nhỏ thứ ba trên tiên thiên. Đồng bì, giống Tô Hiên. Ngũ sư tỷ Khương Tử Cơ, cùng là trên tiên thiên, cảnh giới nhỏ cuối cùng. Hóa cân. Diệp Bắc Minh kinh ngạc truyền âm, xảy ra chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, tôi đã khôi phục một phần một vạn sức mạnh, nhìn ra cảnh giới của bọn họ thì có gì kỳ quái. Bây giờ dù bọn họ có che giấu khí tức, chỉ cần ở Côn Luân Hư. Tôi cũng có thể tìm được vị trí của bọn họ. Mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, có thể tìm được khí tức của mẹ tôi không? Tôi thử xem. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gật đầu. Trực tiếp tìm kiếm. Một lát sau, không có bất kỳ khí tức gì. Diệp Bắc Minh có chút thất vọng. Đại sảnh nhà họ Diệp. Trưởng lão các tông môn lớn như Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phản Âm Cốc, cùng xã Tắc đều ở đây. Diệp Nam Thiên ngồi ở vị trí gia chủ. Giống như nằm mơ vậy. Các thái thượng trưởng lão thế lực hạng hai lại đích thân đến viếng thăm nhà họ Diệp. Thậm chí, còn nhận một vài vãn bối nhà họ Diệp làm đệ tử thân truyền. Những người này không nịnh được Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ không nịnh được nhà họ Diệp? Ông Diệp, nhà họ Diệp hóa rồng rồi. Đan dược của cậu Diệp chúng tôi vẫn muốn đặt trước một chút, mong ông Diệp nói tốt vài câu cho chúng tôi. Nếu như có cơ hội, hy vọng cậu Diệp có thể đến Huyền Lôi Cốc chúng tôi làm khách. Thái thượng trưởng lão của những thế lực lớn này bật cười. Diệp Nam Thiên cười không khép được miệng. Diệp Thanh Dương cười lớn, ha ha ha, cháu ngoại ngoan của ông, con mẹ nó quá giỏi. Nhà họ Diệp quật khởi rồi. Diệp Huyền Thu nhẹ nhàng nhắc nhở, bố, chú ý mặt mũi. Hắc hắc, đó là cháu ngoại ruột của bố sợ gì? Diệp Thanh Dương tâm tình thoải mái. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh băng truyền tới, vậy sao, nhà họ Diệp còn có thể quật khởi? Không thể nào, đúng là chết cười. Mọi người có chút tức giận, ai? Nhìn về phía lối vào phòng khách nhà họ Diệp. Giây tiếp theo, mười mấy cỗ thi thể bị ném vào phòng khách nhà họ Diệp. Dịch Tư Dao cười lạnh bước tới, tên phế vật Diệp Bắc Minh còn dám xuất hiện sao? Ánh mắt trầm xuống, ông chính là cậu của Diệp Bắc Minh. Cắt đứt tứ chi của ông ta cho tôi. Rõ. Một lão giả từ sau lưng Dịch Tư Dao đi ra, một bước đến trước mặt Diệp Thanh Dương. Một cái tát giáng xuống. Một tiếng, răng rắc, giòn giã. Diệp Thanh Dương lập tức nằm trên đất. Xương của hai cánh tay trong nháy mắt gãy lìa, hai chân cũng vặn vẹo trong tư thế khủng khiếp. Diệp Uyển Thu kêu thảm thiết, bố. Trực tiếp xông tới, bố sao không? Dịch Tư Dao hừ lạnh, tiện nhân từ đâu tới, cút ngay cho tôi. Một cước đạp bay Diệp Uyển Thu ra ngoài,
nằm trên đất bò dậy mấy lần cũng không bò nổi. Đám người Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phản Âm Cốc, cùng Xã Tắc, Lưu Ly Tông trố mắt nhìn nhau. Không ai dám nói lời nào. Bọn họ nào dám đắc tội với nhà họ Dịch ở đất tổ Côn Luân Hư. Dịch Tư Giao mặt giễu cợt, gia tộc phế vật gì vậy, dám xông vào nhà họ Dịch tôi. Các ngươi muốn trách thì trách Diệp Bắc Minh. Cuối thu, trong con ngươi của Diệp Nam Thiên đều là lửa giận, cô Dịch, rốt cuộc sao cháu ngoại tôi lại đắc tội nhà họ Dịch. Dịch Tư Giao buồn cười, sao đắc tội, ha ha, cười chết mất. Vào hôm đại thọ 1500 tuổi của ông nội tôi, Diệp Bắc Minh đến cửa gây chuyện. Bị ông nội tôi dọa cho ôm đầu trốn chui như chuột, chạy thoát thân. Hắn còn giết đại đệ tử Giang Thần của đại trưởng lão Long Đường. Ngoài ra ở cấm địa Long Mạch, Diệp Bắc Minh còn giết con trai Thẩm Thông và con gái Thẩm Linh Lung của Thẩm Tài Thần. Bây giờ nhà họ Dịch, Long Đường, nhà họ Thẩm cùng liên thủ hạ lệnh truy nã, đuổi giết Diệp Bắc Minh. Cô ta ngừng lại. Nhìn Diệp Nam Thiên, ông nói xem tên phế vật này thế nào. Xung quanh khiếp sợ. Cái gì? Trong lòng đám người Huyền Lôi Cốc, Phản Âm Cốc, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông dâng lên đợt sóng khủng khiếp. Hai tháng gần đây, sát thần Diệp Bắc Minh vô địch, danh tiếng vang khắp Côn Luân Hư. Diệt đế quốc Thanh Long, một kiếm chém bể thang Long Môn, mạnh mẽ tiến vào đất tổ Côn Luân Hư. Ba ngày trước, Côn Luân Hư cử hành buổi đấu giá đầu tiên trong lịch sử. Tại buổi đấu giá, mạnh mẽ chém chết Đan Hoàng. Mới qua mấy ngày, hắn lại còn xông vào tiệc mừng thọ 1500 tuổi của lão tổ nhà họ Dịch. Dù sao cũng là nhà họ Dịch đất tổ, sát thần dù kinh cũng không phải đối thủ nhà họ Dịch đâu. Sát thần xong rồi, đắc tội Long Đường, nhà họ Dịch, nhà họ Thẩm. Sắc mặt đám người Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phản Âm Cốc, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông biến đổi. Giây tiếp theo. Ông cụ Diệp, cáo từ. Ông cụ Diệp, chúng tôi còn có chút chuyện, xin phép đi trước. Mọi người giống như tránh ôn thần, vội vã rời khỏi nhà họ Diệp. Tất cả người nhà họ Diệp đều cúi đầu tuyệt vọng. Diệp Nam Thiên mặt xám như cho tàn ngã ngồi trên đất, nước mắt rơi xuống, sao lại vậy, không thể nào. Dịch Tư Giao khoanh tay trước ngực, đưa tất cả người nhà họ Diệp đi. Kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. Rõ. Đám người nhà họ Dịch cùng hô lên. Đột nhiên, một bóng đen lao đến, xông về phía ông cụ nhà họ Dịch. Võ giả sau lưng Dịch Tư Giao cười lạnh, chỉ là võ thần mà cũng dám ra tay ở trước mặt ông đây. Tự tìm cái chết. Lão giả quát lên một tiếng lớn, móng tay phát ra một kích hung hãn về sau lưng bóng đen kia. Bùm! A! À. Bóng đen kêu thảm một tiếng, đứng ở trước mặt Diệp Nam Thiên, lão gia, đi theo tôi đi. Diệp Nam Thiên sững sờ, ông Hàn, là ông sao? Mạng sống của lão phu không quan trọng, hãy mau cứu Vãn Thu đi. Hàn Bát chỉ phun ra một ngụm máu tươi, lão gia, không có thời gian đâu. Ông ta túm lấy Diệp Nam Thiên, đi đến trước mặt Diệp Uyển Thu, bắt lấy Diệp Uyển Thu đang bị thương nặng. Lão già nhà họ Dịch nhe răng cười một tiếng, thật đúng là có người không sợ chết, đã dám phản kháng thì hãy cùng chết đi. Trên người lão già bộc phát ra uy áp ngập trời. Sau đó ông ta hóa thành một tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Hàn Bát Chỉ. Tung ra một quyền vào trước ngực Hàn Bát Chỉ. Hàn Bát Chỉ gào thét một tiếng, đờ mờ. Cho dù ông đây có phải tự bạo cũng phải kéo ông cùng chết. Ông ta phun ra một ngụm tinh huyết. Thiêu đốt. Lão già nhà họ Dịch giật nảy cả mình, ông điên rồi sao? Một võ thần tự bạo, cho dù là tiên thiên cũng sẽ bị thương. Tiểu thư còn ở nơi này, ông ta không dám mạo hiểm. Vèo. Lão già nhà họ Dịch nhanh chóng lui lại, ngăn cản trước người ở Dịch Tư Giao. Hàn Bát Chỉ cười lớn một tiếng, ha ha ha, ngu xuẩn, ông bị lừa rồi. Ông đây sẽ không tự bạo đâu. Vèo. Hàn Bát Chỉ hóa thành một cái bóng đen, mang theo Diệp Nam Thiên và Diệp Uyển Thu chạy mất. Lão già nhà họ Dịch rít lên một tiếng, đậu má. Khuôn mặt già nua vô cùng dữ tợn, dẫm chân lên nền gạch vỡ bên dưới, trong tay xuất hiện một thanh bảo đao màu đen, chém về phía sau lưng Hàn Bát Chỉ. Xoẹt! Đao khí đánh tới. Diệp Nam Thiên hét lớn một tiếng, ông Hàn, cẩn thận! Ông ấy liền đẩy Hàn Bát Chỉ ra. Phập! Đao khí chém lên trên cánh tay Diệp Nam Thiên, trong nháy mắt xé rách ra.
Diệp Nam Thiên nằm trên mặt đất giống như chó chết, hoàn toàn không có động tĩnh. Diệp Uyển Thu dâng trào nước mắt, ông nội. Hàn Bát chỉ bị đao khí bùng nổ đánh bay ra ngoài, lại điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngồi trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên qua đi, biến mất tại tầm mắt bên trong. Lão già nhà họ Dịch nổi giận lôi đình, đờ mờ. Đờ mờ, đờ mờ. Lão già này, lại dám đùa giỡn với lão phu. Lão phu không giết ông, thề không làm người. Ông ta đang muốn đuổi theo. Giọng nói lạnh lẽo của Dịch Tư Dao truyền đến, được rồi, chỉ cần bọn họ ở trong Côn Luân Hư thì sẽ không thể chạy được. Hãy đưa những người này về nhà họ Dịch trước, mục tiêu của chúng ta là thanh kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh, còn có những đan dược kia. Ở sau lưng anh ta nhất định có một vị thiên tài còn khủng bố hơn cả mấy vị đan hoàng. Chỉ cần tìm được người kia, Diệp Bắc Minh gì đó, nhà họ Diệp gì đó đều không quan trọng. Lão già nhà họ Dịch không cam lòng nhìn về phía phương hướng Hàn Bát chỉ chạy trốn, vâng, tiểu thư. Hàn Bát chỉ dẫn Diệp Uyển Thu chạy ra trên 100 cây số. Trốn vào trong một sơn cốc. Phụt, Hàn Bát chỉ phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực có một cái lỗ thủng kinh khủng, máu thịt be bét. Diệp Uyển Thu đã sớm hôn mê bất tỉnh. Khụ khụ khụ, Hàn Bát chỉ kịch liệt ho khan, đặt cô ấy ở một bên. Sau đó ông ta cắn rách đầu lưỡi, thiêu đốt tinh huyết. Một tiếng hét to tê tâm liệt phế vang lên, chủ nhân, cứu mạng. Cùng lúc đó, trên đỉnh Thiên Trì, trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động, nhận được tin tức của Hàn Bát Chỉ. Chủ nhân, cứu mạng, nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện rồi. Âm thanh im bặt, anh và Hàn Bát Chỉ đã ký kết khế ước nô lệ. Hàn Bát Chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết để truyền tin tức. Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến con ngươi của Diệp Bắc Minh co lại. Anh nhìn thoáng qua Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ, hai vị sư tỷ, nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện, em phải đi xem. Hai người đã sớm gần như khôi phục hoàn toàn. Hoàn toàn có thể tự vệ. Tiểu sư đệ, cứ yên tâm đi đi. Được. Diệp Bắc Minh rời khỏi cấm địa Long Mạch, đi thẳng đến nhà họ Diệp. Khoảng nửa ngày sau, anh đã chạy tới nhà họ Diệp. Toàn bộ nhà họ Diệp không có một người sống nào, trên mặt đất toàn là thi thể. Diệp Bắc Minh gào thét một tiếng, đờ mờ. Ai làm? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến, nhóc con, nô bộc của cậu đang ở cách đây hơn 100 cây số. Diệp Uyển Thu cầm một thanh bảo kiếm trong tay, bên trên gương mặt xinh đẹp nổi đầy gân xanh. Đôi mắt đỏ như máu, vô cùng dữ tợn, cút đi, tất cả mấy người hãy cút ngay cho tôi. Ha 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 ha. 10 người đàn ông đùa cợt, mày nhìn dáng vẻ sợ hãi này của cô ta đi. Nhóc con, cô càng sợ hãi, chúng tôi càng vui vẻ. Ha 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 ha. Những tiếng cười vang truyền đến. Một người đàn ông đầu chọc nhe răng cười, cô nhóc này trông không tệ, không bằng chúng ta chơi đủ rồi mới cho cô ta lên đường cũng được. Vừa nói xong, hắn ta nở nụ cười tà, đi về phía Diệp Uyển Thu. Đột nhiên, muốn chết. Hàn Bát Chỉ nằm dưới đất mở mắt ra, quát lớn một tiếng. Một khí tức đánh tới, khiến người đàn ông kia sợ hãi lui lại, đậu má, lão già kia, mẹ nó ông muốn dọa chết tôi à? Hắn ta bước nhanh về phía trước, đá vào đầu Hàn Bát Chỉ. Hàn Bát Chỉ lăn ra ngoài, lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Uyển Thu xông lên, ông Hàn. Hơi thở của Hàn Bát Chỉ suy yếu nói, Diệp tiểu thư, nói cho chủ nhân biết. Hàn Bát Chỉ tôi không hề phản bội cậu ấy. Nước mắt của Diệp Uyển Thu không ngừng tuôn ra, ông Hàn, cảm ơn ông. Trên mặt người đàn ông đầu chọc toàn vẻ giễu cợt, võ thần, mẹ nó đây chính là võ thần sao? Sao ngay cả một con chó nhà tôi cũng không sánh bằng vậy? Nhưng mà lão già này cũng trung thành như chó vậy, quả nhiên là giống chó. Mày nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô nhóc kia đi. Tao đã rất muốn nhìn đến cô ta cầu xin tha thứ ở dưới người tao rồi. Ha 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 ha. Đám người phát ra những tiếng cười như dã thú. Hàn Bát Chỉ phun ra một búng máu, nếu không phải lão phu đang bị thương, đám khốn kiếp này, lão phu chỉ cần dùng một cái tay. Người đàn ông đầu chọc xông lên trước một bước, đá vào ngực Hàn Bát Chỉ, lão phế vật, tôi cho phép ông nói chuyện sao? Chúng mày mau nói xem tao nên xử lý lão già này như thế nào. Hả? Cắt lưỡi của ông ta? Hay là, chặt hai tay hai chân của ông ta xuống đây?
Người đàn ông đầu chọc nói một mình. Nhưng không có đồng bạn nào trả lời. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ta cảm giác có chút không được bình thường. Phía sau lạnh căm căm. Diệp Uyển Thu và Hàn Bát Chỉ thì kích động nhìn về phía sau người đàn ông đầu chọc. Anh họ. Chủ nhân. Cái gì? Người đàn ông đầu chọc sững sờ, quay đầu theo bản năng. Con người co rút mãnh liệt. Cậu. Cách hắn ta 2 mét, một người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. A. Hắn ta hít sâu một hơi, sát thần, Diệp Bắc Minh. Là cậu. Cuối cùng người đàn ông đầu chọc đã biết vì sao các đồng bạn lại không nói gì rồi. Người đàn ông đầu chọc bị dọa đến mức hai chân đều mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra sát ý ngút trời, khiến hắn ta còn không có dũng khí động ngón tay một chút nào. Giọng nói giống như thần chết truyền đến. Mấy người rất thích tra tấn người khác sao? Rất thích để cho người ta tuyệt vọng sao? Nếu đã như vậy, tôi sẽ để mấy người trải nghiệm kiểu chết tuyệt vọng nhất trên thế giới. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh khoát tay, trên người mỗi một người đều xuất hiện 13 cái kim châm. Quỷ môn thập tam châm. Ngân châm cứu người, kim châm lấy mạng. A, à, đám người nhà họ Dịch phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, vô cùng đau đớn, không ngừng vặn vẹo tại chỗ. Giết tôi, cầu xin cậu hãy giết tôi. Rầm rầm rầm, điên cuồng dập đầu như muốn chết. Đừng mà, a, à, mỗi một cái xương trên người giống như bị người ta gõ nát. Mỗi một gân mạch, mỗi một cơ bắp đều như bị độc trùng gặm nuốt. Ngón tay cào cấu cơ thể mình đến mức làn da rách nát, nằm trên mặt đất lăn lộn. Diệp Bắc Minh không nhìn đám người kia đang kêu thảm. Anh ra tay chữa trị cho Diệp Uyển Thu và Hàn Bát Chỉ. Mặc dù Diệp Uyển Thu bị trọng thương, nhưng cũng không đáng lo ngại. Gân mạch toàn thân Hàn Bát Chỉ đã đứt đoạn, trước ngực có một lỗ thủng kinh khủng, có vẻ sắp không sống được nữa. Diệp Bắc Minh sử dụng quỷ môn thập tam châm kéo dài tính mạng cho ông ta. Lại lấy ra một giọt tinh huyết từ tim ma thú cấp 9. Khoảng nửa giờ sau, đám người gã đàn ông đầu chọc đã đau đớn đến chết. Hàn Bát Chỉ mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chủ nhân, tôi không chết. Diệp Bắc Minh tiện tay ném cho ông ta hai viên đan dược. Hàn Bát Chỉ nhận lấy nhìn, hít sâu một hơi, a, à, 6 đan văn, đây là đan dược thánh phẩm. Chủ nhân, không thể, cái này quá quý giá. Diệp Bắc Minh nghiêm túc nói, bảo ông cầm thì cứ cầm. Rõ. Hàn Bát Chỉ cẩn thận cất kỹ. Diệp Bắc Minh nghiêm túc hỏi, rốt cuộc nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện gì? Hàn Bát Chỉ nói từ đầu đến cuối mọi chuyện. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, Dịch Tư Dao. Ha ha. Anh nhìn về phía nhà họ Dịch. Một sát khí ngập trời phóng lên tận trời, tựa như ma thần giáng lâm. Đại sảnh nhà họ Dịch. Một đám nhân vật cấp cao ngồi ở chỗ này. Đang sửa sang lại danh sách quà cáp. Lão gia, lần đại thọ này của ngài đã nhận được không ít đồ tốt. Hơn 60 tinh thạch ma thú cấp 7. Hơn 50 triệu đồng. 20 mấy món binh khí phụ ma cấp 6. 10 mấy món binh khí phụ ma cấp 7. Những vũ khí còn lại càng nhiều không kể xiết. 10 mấy võ ký cấp thiên. Đại trưởng lão Long Đường còn tặng một nửa bản võ ký cấp thần. Hơn 8.000 viên đan dược thiên phẩm, 5 viên đan dược tuyệt phẩm, 1 viên đan dược thánh phẩm. Những món quà này cộng lại, đủ để bất kỳ một thế lực cấp 2 nào có thể trực tiếp trở thành thế lực hạng nhất. Lão tổ nhà họ Dịch tươi cười nói, mọi người vất vả rồi, nhưng mà món quà lớn nhất vẫn là 50.000 viên đan dược thiên phẩm mà Tư Dao mang về. Có 50.000 viên đan dược thiên phẩm này, về sau nhà họ Dịch chúng ta sẽ không thiếu đan dược trong vòng ít nhất là 100 năm. Dịch Tư Dao tươi cười nói, ông cố, cháu còn đến nhà họ Diệp một chuyến, bắt ông ngoại và cậu của Diệp Bắc Minh về nữa. Cái gì? Lão tổ nhà họ Dịch giật nảy cả mình. Đột nhiên, khuôn mặt già nua trầm xuống, Tư Dao, ai bảo cháu làm như thế? Dịch Tư Dao nhíu mày, ông cố, làm sao vậy? Chỉ cần bắt được ông ngoại và cậu của Diệp Bắc Minh, tại sao phải sợ anh ta không đi vào khuôn phép chứ? Nụ cười trên mặt lão tổ nhà họ Dịch biến mất. Ông ta lập tức đứng bật dậy, cháu, hai. Hồ đồ. Lão tổ nhà họ Dịch đi tới đi lui, ai bảo cháu tự mình quyết định. Lần này phiền toái rồi. Dịch Tư Dao rất tủi thân, ông cố, cháu làm sao chứ? Nhà họ Dịch chúng ta đâu phải sợ Diệp Bắc Minh. Hơn nữa,
là chính miệng ông cố nói sẽ truy nã Diệp Bắc Minh mà. Cháu, lão tổ nhà họ Dịch bó tay rồi, lúc ấy nhiều khách khứa ở đây như vậy, lão phu vì mặt mũi của nhà họ Dịch mới không thể không nói như vậy. Cũng là vì muốn xem thái độ của Long Đường và nhà họ Thẩm. Sao cháu lại đi gây sự với sát thần kia thật chứ? Dịch Tư Dao nhíu mày, ông cố, Diệp Bắc Minh cũng không đáng sợ lắm mà. Ngài vừa ra trận, Diệp Bắc Minh sẽ trực tiếp bị dọa chạy. Diệp Bắc Minh không đáng sợ ư? Lão tổ nhà họ Dịch co quắp khóe miệng. Người ta có thể giết chết cả cấp bậc trên tiên thiên, cháu lại nói cậu ta không đáng sợ. Lão tổ nhà họ Dịch có một loại xúc động muốn hộc máu, ai nói cho cháu cậu ta sẽ bị dọa chạy. Kẻ này có thực lực phá tan nhà họ Dịch chúng ta. Đặc biệt là người ở sau lưng cậu ta, cháu đã từng nghĩ đến chưa? Chúng ta có thể có mâu thuẫn, có khúc mắc với cậu ta, nhưng là tuyệt đối không thể làm quá phận. Nếu không, một khi kẻ này làm thật, cháu xem Đế quốc Thanh Long, Học viện Thiên Thần, cùng Hạo Miểu có kết cục gì? Lão tổ nhà họ Dịch khẽ quát một tiếng, mau thả người ra. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Mẹ của Dịch Tư Dao hừ lạnh một tiếng, lão gia, ngài sợ cái gì chứ? Nhà họ Dịch chúng ta có thân phận gì? Đám người Đế quốc Thanh Long, Học viện Thiên Thần, cùng Hạo Miểu kia. Cũng chỉ là thế lực hạng hai thôi, nhà họ Dịch chúng ta lại là thế lực hạng nhất. Đúng vậy, lão gia, nhà họ Dịch chúng ta không cần phải sợ Diệp Bắc Minh. Cậu ta thật sự cho rằng mình là sát thần thật ư? Rất nhiều người nhà họ Dịch đều lắc đầu cười lạnh. Dịch Tư Dao cũng chép miệng, ông cố, dù sao cũng đã bắt người đến rồi, ông lại muốn cháu thả. Cháu không làm như vậy được đâu. Lão tổ nhà họ Dịch gầm thét, ông bảo cháu thả người. Bây giờ thả người thì còn có đường lui. Dịch Tư Dao cảm thất vô cùng uất ức, bình thường ông rất chiều chuộng cháu, sao bây giờ lại như vậy? Bỗng nhiên, ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Sau đó bên ngoài truyền đến những tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết. Một hạ nhân chật vật xông tới, lão tổ, không xong rồi, sát thần Diệp Bắc Minh đánh tới. Lão tổ nhà họ Dịch biến sắc. Dịch Tư Dao còn khóe miệng lên nở nụ cười lạnh, đúng là dám đến, ông cố, tên xúc sinh này tới để chịu chết kìa. Đám người Dịch Tư Dao đi ra đại sảnh. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh tiến vào từ cổng chính nhà họ Dịch, toàn thân bị sát khí bao phủ. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh đã phát hiện ra Dịch Tư Dao, chính là cô đã bắt ông ngoại và cậu tôi đi sao. Chỉ trong chốc lát, cơ thể mềm mại của Dịch Tư Dao run lên. Cô ta có một loại ảo giác, cứ như mình đang bị thần chết nhìn chằm chằm vậy. Một tia chớp xẹt qua. Lôi ảnh trùng trùng. Diệp Bắc Minh lao về phía Dịch Tư Dao, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đám người nhà họ Dịch biến sắc, mấy lão già quát lên một tiếng lớn, lớn mật, coi nhà họ Dịch chúng tôi là chỗ nào vậy. Cút đi. Cuồng phong cuốn lên, năm bóng người đứng chắn trước mặt Dịch Tư Dao. Trong tay mỗi lão già xuất hiện một thanh dao, đâm về phía tim Diệp Bắc Minh. Gào gào. Một tiếng rồng gầm vang vọng toàn bộ nhà họ Dịch. Chỉ thấy một con rồng đỏ như máu lao ra, năm lão già liền bay ra ngoài giống như chó chết. Ầm. Vậy mà lại bị nổ tung trên không trung. Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, túm lấy cổ Dịch Tư Dao. Ông cố, cứu cháu. Dịch Tư Dao hoàn toàn luống cuống. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ được năm võ giả cảnh giới tiên thiên cũng không ngăn được Diệp Bắc Minh. Đây là quái vật gì? Lạch cạch. Diệp Bắc Minh bóp lấy cái cổ trắng trẻo của Dịch Tư Dao, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, ông ngoại và cậu tôi đâu. Một cảm giác lạnh như băng sâu tới tận xương tủy, khiến người ta không hít thở được truyền đến. Dịch Tư Dao vô cùng hoảng sợ, Diệp Bắc Minh, anh dám làm vậy với tôi ư? Nơi này là nhà họ Dịch. Anh điên rồi sao? Đám người nhà họ Dịch đều thay đổi sắc mặt. Dịch Vạn Hùng nhìn thấy con gái bị bắt, lập tức gấp gáp, lão gia, mau cứu người. Lão tổ nhà họ Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Mẹ của Dịch Tư Dao nổi giận gầm lên một tiếng, tên xúc sinh kia, thả con gái tôi ra. Chết đi. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, lười để ý đến mẹ của Dịch Tư Dao. Tiện tay chém ra một kiếm. Mưa máu nổ tung, mẹ của Dịch Tư Dao bị mất mạng tại chỗ. Dịch Vạn Hùng ngây ra, bà xã. Dịch Tư Dao kêu thảm một tiếng,
đôi mắt lập tức tràn ngập tơ máu, mẹ. Diệp Bắc Minh, anh dám giết mẹ của tôi. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, bắt lấy một cánh tay của Dịch Tư Dao. Bỗng nhiên kéo ra một cái. Một cánh tay của Dịch Tư Dao bị giật xuống, cơ bắp và xương cốt bị kéo đứt. Loại đau đớn kịch liệt đó khiến Dịch Tư Dao gần như bất tỉnh. Giọng nói giống như thần chết của Diệp Bắc Minh truyền đến, đừng để tôi hỏi lại lần thứ ba. Ông ngoại và cậu tôi ở đâu? Dịch Tư Dao hoàn toàn hoảng sợ. Người đàn ông trước mắt đơn giản chính là ma quỷ. Cô ta run rẩy gào thét, mấy người còn chờ cái gì? Nhanh lên, mau đưa tất cả người nhà họ Diệp đến đây. Đám người Diệp Nam Thiên và Diệp Thanh Dương được dẫn ra. Người nhà họ Diệp đã phải chịu rất nhiều tra tấn. Tay chân của Diệp Thanh Dương đứt đoạn, sớm đã hôn mê bất tỉnh. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ông ngoại, là ai làm? Bắc Minh, là ông ta. Diệp Nam Thiên chỉ vào một lão già trong đám người, chính là ông ta phế bỏ cậu của cháu. Diệp Bắc Minh một tay túm lấy Dịch Tư Dao, ánh mắt rơi vào trên người một lão già trong đám người. Lão già này biến sắc, hét lớn, Diệp Bắc Minh, lão tổ nhà họ Dịch tôi ở đây, cậu dám làm loạn ư? Cho dù ông trời ở đây cũng không cứu được ông. Diệp Bắc Minh phun ra ba chữ, chết đi cho tôi. Xoẹt. Kiếm Đoạn Long cuốn lên kiếm khí màu đỏ như máu. Sau đó hóa thành một con rồng nghiền ép xuống. Lão già vô cùng sợ hãi, bỏ chạy về phía lão tổ nhà họ. Lão tổ, cứu tôi, mau giết tên súc sinh này. Lão tổ nhà họ Dịch vẫn thờ ơ, lạnh nhạt nhìn mọi chuyện. Một giây sau, kiếm khí màu đỏ như máu nghiền ép xuống. Một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, bụi bặm cuồn cuộn. Đợi đến khi bụi bặm tan đi, trên mặt đất chỉ còn lại một đống máu. A, mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Lão tổ nhà họ Dịch nghiêm nghị nhìn Diệp Bắc Minh một chút, vẫn lựa chọn trầm mặc. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi đến trước mặt đám người nhà họ Diệp, cho mỗi người ăn một viên đan dược. Xung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Không ai dám nói chuyện, lại không dám ra tay. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh, bây giờ cậu có thể thả Tư Dao ra rồi. Giọng nói lạnh như băng của lão tổ nhà họ Dịch truyền đến. Diệp Bắc Minh cười, thả cô ta. Sắc mặt lão tổ nhà họ Dịch lạnh lẽo, thứ nhất, đây là lần thứ hai cậu xâm nhập vào nhà họ Dịch, lão phu đã không ra tay. Coi như là rất khách khí với cậu rồi. Thứ hai, cậu giết mẹ của Tư Dao, lão phu cũng không nói gì. Dù sao Tư Dao đã bắt người nhà họ Diệp. Thứ ba, cậu đã phế bỏ một cánh tay của Tư Dao. Con bé cũng coi như đã phải chịu trừng phạt. Thứ tư, chúng tôi đã thả người nhà họ Dịch tôi cũng không muốn đối địch với cậu. Chuyện này dừng ở đây thôi. Ông ta vừa nói xong. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhà họ Dịch đều khiếp sợ nhìn lão tổ. Trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Cho dù là Dịch Tư Dao cũng ngây ra. Ngơ ngác nhìn lão tổ nhà họ Dịch, ông cố, ông nói cái gì vậy? Cứ để yên như vậy sao? Điều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ chính là... Ha 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 ha! Diệp Bắc Minh đùa cợt cười ra tiếng, dừng ở đây. Ông đang suy nghĩ gì đấy? Nhà họ Dịch nợ tôi 150 triệu đồng không trả, ngược lại còn xông vào nhà họ Diệp, làm cậu tôi bị thương nặng. Bắt người nhà họ Diệp của tôi đi, đuổi giết em họ và nô bộc của tôi. Bây giờ lại nhẹ nhàng nói một câu dừng ở đây. Lão tổ nhà họ Dịch nhướng mày, lạnh lùng hỏi, vậy cậu muốn thế nào? Như thế nào ư? Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại. Anh hùng hồn nói ra từng chữ, dám, gây, tổn, thương, người, nhà, họ, Diệp, phải, bị, diệt, chín, tộc, ầm ầm. Nhà họ Dịch trong nháy mắt vỡ tổ. Diệp Bắc Minh, cậu đúng là ngông cuồng. Lời này mà cậu cũng dám nói. Cậu coi nhà họ Dịch chúng tôi là cái gì? Diệt chín tộc nhà họ Dịch, mẹ nó cậu đang nằm mơ sao? Tên súc sinh, chỉ bằng câu nói này của cậu, nhà họ Diệp đã đáng chết rồi. Tất cả mọi người đều không nhịn được hét to. Lão tổ nhà họ Dịch cũng vô cùng giận dữ, Diệp Bắc Minh, nếu không phải lão phu kiêng kỵ người đứng sau luyện đan cho cậu. Cậu cho rằng cậu thật sự có thể diễu võ dương oai ở nhà họ Dịch sao? Phải. Lão tổ nhà họ Dịch không sợ Diệp Bắc Minh. Điều ông ta quan tâm là người đứng phía sau Diệp Bắc Minh, luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm, thậm chí là đan dược thánh phẩm kia.
đối phương có thể là một vị đan hoàng cấp cao. Thậm chí, có thể là một vị đan đế. Diệp Bắc Minh cười một tiếng sâu xa, tôi có thể nói cho ông biết, ông không cần kiêng kỵ người sau lưng tôi. Yên tâm, sau lưng tôi không có bất kỳ ai cả. Những đan dược kia đều là tôi tự mình luyện chế, ông có thể ra tay rồi. Lão tổ nhà họ Dịch sững sờ, căn bản không tin. Diệp Bắc Minh có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm. Nói đùa cái gì vậy? Cho dù cậu ta có bắt đầu luyện đan từ trong bụng mẹ, cũng tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra đan dược thánh phẩm. Lão tổ nhà họ Dịch cười lạnh, nhóc con, khoác lác vừa thôi. Nếu sau lưng cậu không có một vị đan hoàng làm chỗ dựa, cậu dám giết đan hoàng của Long Đường ư? Là người sau lưng cậu khiến cậu không thèm sợ hãi đúng không? Dịch Tư Dao nhìn Diệp Bắc Minh, đại nhân, ngài tha cho tôi đi. Tư Dao thật sự biết sai rồi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn về phía Dịch Tư Dao, tôi cho phép cô nói chuyện rồi sao? Anh đưa tay ra bắt lấy cánh tay mềm mại của cô ta. Cánh tay bị xé rách xuống. Dịch Tư Dao gần như đau đớn đến chết. Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đáng thương cầu xin tha thứ, lại bị đối xử như thế. Một giây sau, Diệp Bắc Minh bắt lấy đùi của Dịch Tư Dao, lại dùng sức xé rách một lần nữa. Máu tươi bắn ra. Dịch Vạn Hùng đau lòng gào thét, Diệp Bắc Minh, mẹ nó cậu điên rồi sao? Mau thả con gái tôi ra. Diệp Bắc Minh chế giễu, mấy người cũng biết đau lòng sao? Lúc con gái của ông cắt đứt tay chân của cậu tôi, có nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày này sao? Anh lại đưa tay ra bắt lấy cái chân cuối cùng của Dịch Tư Dao. Đùi và thân thể tách rời. Đám người nhà họ Dịch hít khí lạnh, tê cả da đầu, đều sợ hãi choáng váng. Dịch Tư Dao đau đến mức toàn thân run rẩy, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, Ông Cố, cứu mạng, mau giết tên phế vật này đi. Diệp Bắc Minh giống như ném rác rưởi. Tiện tay ném Dịch Tư Dao ra. Cô ta rơi xuống đất. Anh nâng một chân lên. Đạp xuống đầu Dịch Tư Dao. Gọn gàng mà linh hoạt. Dịch Tư Dao hoảng sợ kêu to, đừng mà, cầu xin anh. Đầu cô ta nổ tung giống như dưa hấu. Tràn ngập bạo lực vô tận. Trái tim Dịch Vạn Hùng co rúm lại, gào thét về phía Diệp Bắc Minh, lão tổ, mau giết tên xúc sinh này. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Dịch Vạn Hùng, ông rất thích nói chuyện à. Vèo. Sát ý lạnh như băng đánh tới. Dịch Vạn Hùng sắp tức chết, nói chuyện cũng có lỗi sao. Một giây sau. Diệp Bắc Minh rơi xuống trước người Dịch Vạn Hùng, chém kiếm đoạn long xuống. Hai mắt Dịch Vạn Hùng tối sầm lại, hóa thành một bãi máu ngay trước mặt mọi người. Lão tổ nhà họ Dịch hoàn toàn nổi giận, cắn chặt răng. Giọng nói giống như ma quỷ, tức giận đến mức run rẩy, Diệp Bắc Minh, lão phu đã sống đến 1.500 tuổi. Chưa bao giờ thấy người nào ngông cuồng như cậu. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời một câu, bây giờ ông đã nhìn thấy chưa? Đờ mờ. Lão tổ nhà họ Dịch không nhịn được mà nói tục, tức giận gào thét, cho dù sau lưng cậu thật sự có một vị đan đế, hôm nay lão phu cũng muốn giết cậu. Đột nhiên, lão tổ nhà họ Dịch vặn vẹo thân thể. Hóa thành một tàn ảnh, đánh tới chỗ Diệp Bắc Minh. Vèo. Một luồng khí kinh khủng nổ tung, xuất hiện ở trước người Diệp Bắc Minh. Trong tay ông ta xuất hiện hai cái búa lớn đen xì, chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, đưa kiếm đoạn long trong tay ra ngăn cản. Keng. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Hai cái búa lớn vỡ vụn. Không. Trái tim lão tổ nhà họ Dịch run rẩy, chỉ cảm thấy ngạt thở. Kiếm đoạn long chém xuống, lão tổ nhà họ Dịch biết uy lực của kiếm đoạn long, liền vội vàng tránh né. Tốc độ quá nhanh. Bả vai bị chém mất một nửa, một cánh tay tan tác thành bãi máu. Cả người bị đánh bay ra ngoài như chiếc lá rơi rụng giữa cơn gió thu. Ông ta ngã nhào xuống đất, lục phủ ngũ tạng bị kiếm đoạn long đánh tanh bành, thê thảm hộc máu ra ngoài. Cậu! Lão tổ nhà họ Dịch run bần bật. Nói, rốt cuộc là thanh kiếm này có cấp bậc gì chứ? Kiếm đoạn long mạnh đến vậy sao, đến một kiếm mà ông ta cũng không chặn được nữa. Nó chắc chắn không phải thần khí, mà thậm chí còn khủng khiếp hơn nữa. Diệp Bắc Minh mỉm cười đáp, chỉ có thế thôi à? Đồ thùng rỗng kêu to, tôi còn tưởng ông mạnh lắm đấy.
Sắc mặt người nhà họ Dịch tái mét, bọn họ không dám tin vào mắt mình nữa. Lão tổ nhà họ đã bị đánh bại rồi sao? Trong góc tối, mấy ông lão đang đứng đó biến sắc, Dịch Kiếm Nhân đã bị đánh bại ư? Nó không có quan hệ gì nhiều với thực lực của Diệp Bắc Minh cả mà là do kiếm đoạn long kia quá kinh khủng mà thôi. Một ông lão khác nuốt nước miếng nói, vãi trưởng, thực lực của Diệp Bắc Minh mới tới võ thánh sơ kỳ thôi đó. Chỉ dựa vào kiếm đoạn long mà có thể đánh bại cả cường giả trên cả tiên thiên hay sao? Bọn họ không thể chấp nhận chuyện đó được, đó đúng là chuyện hoang đường. Một ông lão mũi khoằm lên tiếng, trên người tên nhãi ấy chắc chắn có bí mật nào đó. Cậu ta mất tích 5 năm, rất có thể đã tiến vào cấm địa long mạch, hơn nữa cậu ta còn là con trai của Diệp Thanh Lam, năm ấy người phụ nữ đó còn gây náo loạn không nhỏ nữa mà. Liệu thanh kiếm trong tay cậu ta có phải là do Diệp Thanh Lam để lại không? Cho dù có phải hay không thì kiếm đoạn long cũng vô cùng quý giá. Ngay lúc đó, mấy lão già đó đều nhìn chằm chằm vào kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh. Võ thánh sơ kỳ dựa vào kiếm đoạn long mà có thể giành thắng lợi trước cường giả vượt cả tiên thiên. Vậy nếu bọn họ cầm thanh kiếm đó thì sao đây? Chẳng phải là thống nhất Côn Luân hư, trở thành người đứng đầu Côn Luân hư hay sao? Bỗng nhiên, một luồng khí tức kinh khủng như cơn lốc ập về phía Diệp Bắc Minh. Đằng sau cơn lốc ấy vậy mà còn ẩn giấu một tia kiếm khí. Còn cơn gió lốc kia là do kiếm khí sinh ra. Ồ! Diệp Bắc Minh đăm chiêu quan sát, đưa kiếm lên tung kiếm. Rầm! Cơn lốc kia bị chém đôi, kiếm khí đó va chạm vào kiếm đoạn long. Gầm gừ! Một tiếng rồng ngâm truyền tới. Sàn nhà rắn chắc như đá quanh đây đều bị vỡ nát bắn tung tóe. Tất cả viên gạch đều bay lên. Vách tường đổ sập vì cơn rung chấn, khói bụi cuồn cuộn mịt mù đầy trời. Đến cả Diệp Bắc Minh cũng bị buộc lùi lại 3 bước. Mỗi một bước đều để lại dấu chân rất sâu. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, nhóc con, cẩn thận đấy, đó là cảnh giới hợp nhất trung kỳ. Diệp Bắc Minh nhíu mày nhìn lại hướng kiếm khí bay tới. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện, thất vọng nhìn thoáng qua lão tổ nhà họ Dịch nói, kiếm nhân. Anh bảo em chăm chỉ bế quan rồi mà, tổ chức đại thọ 1.500 tuổi gì. Một khi em đã tôi luyện xong lục phủ ngũ tạng của mình thì sẽ đạt tới cảnh giới hợp nhất. Khi ấy, em có thể giết cậu ta lúc nào chả được. Dịch Kiếm Nhân vô cùng xấu hổ, đại ca, anh giúp em giết thằng nhãi này với, em cam đoan sau này sẽ chăm chỉ bế quan. Mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn ông lão tóc trắng vừa xuất hiện bất thình lình kia. Đó là một lão tổ khác. May quá, vị lão tổ ấy vẫn còn sống. Sát thần chết chắc rồi. Người nhà họ Diệp nhìn vào Diệp Bắc Minh, trong ánh mắt bọn họ đều là sự oán hận và căm phẫn. Trong góc tốc, mấy ông lão kia sững sờ, Dịch Kiếm Lễ ư. Quả nhiên là lão già đó không chết. Cảnh giới hợp nhất, lão già kia đã đột phá rồi. Mấy ông lão kia đều nhìn ông ta. Nuốt nó đi. Dịch Kiếm Lễ thuận tay bắn ra một viên đan dược vào lòng bàn tay Dịch Kiếm Nhân. Dịch Kiếm Nhân nuốt ngay vào bụng, vết thương của ông ta đã tốt hơn nhiên. Hơn nữa còn có thể đứng lên. Ngay sau đó, chợt, ánh mắt Dịch Kiếm Lễ đầy đăm chiêu nói, cậu còn trẻ thế mà trên người lại có khí giết chóc đậm như vậy ư. Rồi ông ta gật đầu khen ngợi, khá lắm. Hôm nay, lão phu sẽ dùng máu của cậu hiến tế cho kiếm thất tinh trường hồng của tôi. Xoẹt, một vòng cầu vồng bay ra từ trong nhẫn chữ vật của Dịch Kiếm Lễ. Ông ta mở bàn tay ra cầm lấy kiếm thất tinh trường hồng kia. Lực lượng khủng khiếp ngưng tụ lại. 7 viên tinh hạch màu cam của ma thú cấp 8 xếp thành hình dạng 7 ngôi sao của chòm sao bắt đầu. Một thanh kiếm lại có đến 7 viên tinh hạch của ma thú. Danh con, lão phu chỉ cần một kiếm thôi đủ giết cậu rồi. Giọng nói lạnh nhạt của Dịch Kiếm Lễ vang lên. Ông ta vô cùng tự tin. Dựa vào cảnh giới của ông ta. Nếu tung ra kiếm thứ hai thì đúng là sự sỉ nhục. Diệp Bắc Minh truyền âm nói, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, Long Đế, trong cả hai ai ra tay đây? Nếu bản thân mình có thể giết được thì mình ra tay xử. Còn nếu mình không giết được thì để bọn họ lên xử. Dù sao thì anh rất lười lãng phí thời gian. Long Đế phấn khích nói, Diệp Bắc Minh, để tôi lên đi. Chỉ cần tôi nuốt chừng được khí huyết của lão già chết tiệt đó thì năng lực sẽ khôi phục một chút.
Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại vọng tới, chuyện này cũng có liên quan tới tôi nên giao cho tôi đi. Ngay sau đó, Dịch Kiếm Lễ chém ra một kiếm. Chỉ một kiếm. Dường như cả nhật nguyệt sao trời đều bị chấn động, lực lượng vô cùng khủng khiếp ngưng tụ, không gian như bị xé rách. Bảy luồng lực lượng cùng ngưng tụ tại một chỗ. Xoẹt. Rồi chúng hóa thành một vầng cầu vồng lao tới tấn công Diệp Bắc Minh. Vào lúc ấy, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ra tay, một luồng lực lượng hùng dũng ngưng tụ lại. Rồi nó chui vào kiếm Đoạn Long. Lực lượng lập tức bùng nổ. Hai luồng kiếm khí va vào nhau. Cả bảy viên tinh hạch ma thú cấp 8 đều bị nổ tung. Kiếm Thất Tinh Trường Hồng run bần bật, kêu lên tiếng răng rắc. Nó đã vỡ nát rồi. Dòng năng lượng ùn ùn quét ngang ra ngoài. Đồng tử Dịch Kiếm Lễ co cứng, cơ thể không nhịn được run rẩy, làm sao có thể chứ? Cho dù kiếm Thất Tinh Trường Hồng của mình không bằng thần khí nhưng cậu cũng không thể nào phá hủy nó được. Khoan đã, cậu! Thanh kiếm này của cậu không phải thần khí. Gầm gừ! Kiếm Đoạn Long vọng ra tiếng rồng ngâm, che lấp câu nói phía sau của Dịch Kiếm Lễ. Một luồng áp lực vô hình trấn áp khiến người ta không thể phản kháng. Dầm! Kiếm Đoạn Long chém xuống. Chỉ trong nháy mắt, trong sân xuất hiện mấy vết kiếm dài mấy chục mét, sâu mấy mét nữa. Cơ thể Dịch Kiếm Lễ nổ tung, hóa thành một đống máu. Đại điện của nhà họ Dịch ở đằng sau ông ta bị chẻ đôi như một tia sáng lóe ngang qua bầu trời. Người nhà họ Dịch trong vòng trăm mét đều nổ tung hóa thành một bãi máu. Người nhà họ Dịch ở ngoài trăm mét đều bị đánh bay ra ngoài, ai nấy cũng bị trọng thương. Cả hiện trường là một đống hổ lốn, ngổn ngang. Lão tổ, những người còn lại đều kêu la thảm thiết như đứt ruột đứt gan. Đại ca, Dịch Kiếm Nhân sợ hãi té dập mông xuống đất, người lạnh run, đổ đầy mồ hôi. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn vào bọn họ. Ánh mắt anh di chuyển, nhìn vào một hướng sau lưng bọn họ, mấy người xem đủ chưa? Cút ra đây mau. Anh đưa tay lên, rồi vung tay chém một kiếm qua đó. Ầm ầm, một tòa lầu cao đổ sập, mảnh gạch bay tứ tung. Khói bụi cuồn cuộn bay khắp trời. Khụ khụ khụ. Mấy ông lão bị đánh bay ra, khóe miệng phun ra máu tươi, sắc mặt đầy hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, sao cậu lại phát hiện ra bọn tôi được chứ? Diệp Bắc Minh không trả lời, chỉ cầm kiếm Đoạn Long trong tay, trực tiếp đánh tới. Gào. Một tiếng rồng gầm vang lên, kiếm khí huyết sắc cuồng bạo đánh tới. Con người của sáu lão già chấn động mạnh. Một lão già trong đó nổi giận lôi đình. Tức giận quát, Diệp Bắc Minh, chúng tôi không có bất kỳ thù oán gì với cậu, cậu lại dám ra tay với chúng tôi. Có gì từ từ nói chuyện, đừng ra tay. Đừng. Sáu lão già vô cùng nôn nóng. Kiếm khí như chim hồng, giáng xuống. Mau tránh ra. Sáu lão già trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó hơn trăm mét. Mặt đất nổ tung, một vết kiếm dài trăm mét xuất hiện. Nhìn thấy mà giật mình. Sáu lão già hít sâu một hơi, bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, lồng ngực đau nhức kịch liệt. Mẹ nó quá kinh khủng. Nếu một kiếm này rơi lên trên người bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ phải chết. Lão già mũi ưng nổi giận, Diệp Bắc Minh, cậu quá cuồng vọng. Cậu không phân rõ phải trái ra tay như thế, không sợ đắc tội thế lực sau lưng chúng tôi sao? Diệp Bắc Minh nở nụ cười, cho các ông hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống thần phục. Ký kết khế ước nô lệ với tôi. Thứ hai, chết. Anh vừa nói xong. Sáu lão già đều ngây ra. Bọn họ là người tu võ phía trên tiên thiên. Thế mà Diệp Bắc Minh lại muốn bọn họ quỳ xuống thần phục. Ký kết khế ước nô lệ. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Khóe mắt lão già mũi ưng co rúm, khuôn mặt già nua đen đến mức có thể nhỏ máu. Diệp Bắc Minh, cậu có biết mình đang nói cái gì không? Hắc Thiên Ưng Vương tôi vĩnh viễn không làm nô. Đáp lại ông ta là một kiếm lạnh lùng của Diệp Bắc Minh, kiếm khí lao đến giống như sấm sét. Tam Thiên Lôi Minh. Lão già mũi ưng hít sâu một hơi, sâu trong linh hồn truyền đến một loại cảm giác run rẩy, đậu má, rốt cuộc tên nhóc này là quái vật gì. Trong lòng ông ta chỉ còn lại một suy nghĩ, trốn. Vèo. Nhưng ông ta vừa mới chạy ra khỏi phạm vi của một kiếm này, mặt đất sau lưng đã nổ tung ầm vang. Hóa thành một mảnh đất hoang vu. Lão già mũi ưng nhìn chiến trường, con người điên cuồng co lại cậu. Vèo. Chỉ trong chốc lát,
Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước người lão giả mũi ưng. Một kiếm rơi xuống, tháp càn khôn chấn ngục bộc phát lực lượng. Lão giả mũi ưng hóa thành mưa máu đầy trời, trực tiếp biến mất. A! À, năm lão giả còn lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không ngừng hít khí lạnh. Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Bắc Minh truyền đến, các ông thì sao? Thần phục, hay là chết? Diệp Bắc Minh, cậu nằm mơ. Chúng tôi muốn đi, cậu có thể ngăn cản được sao? Mấy người xoay người chạy. Diệp Bắc Minh mỉm cười, cho ông cơ hội, tôi đếm tới ba. Ai dám không dừng lại thì không cần sống nữa. Đậu má! Năm lão già còn lại giận dữ mắng một tiếng trong lòng, mẹ nó quá cuồng vọng đi. Vèo! Vèo! Hai bóng người lao ra đầu tiên. Diệp Bắc Minh phun ra một chữ, ba. Có người giận mắng một tiếng, đờ mờ, cậu không có võ đức. Gào! Một tiếng rồng gầm lấp lóe thoáng qua. Kiếm đoạn long lao lên. Tất cả mọi người còn chưa thấy rõ có chuyện gì xảy ra, hai cái đầu người đã bay lên. Một giây sau, hai thi thể không đầu lao ra mấy chục mét, ngã xuống đất bịch một tiếng mà chết. Chuyện này, ba lão già khác cứ như bị rót chì vào hai chân vậy. Ai nấy đều đứng tại chỗ, không còn dám chạy một bước. Bọn họ hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Bịch, một lão già trong đó trực tiếp quỳ. Rốt cuộc không để ý tới tôn nghiêm của người tu võ tiên thiên nữa, sát thần đại nhân, Ngô Vân Phúc tôi từ giờ trở đi chính là nô lệ của sát thần đại nhân. Rầm rầm rầm, Ngô Vân Phúc điên cuồng dập đầu. Diệp Bắc Minh nhìn về phía hai người còn lại, các ông thì sao? Một lão già trong đó nuốt nước bọt, Diệp Bắc Minh, tôi có thể cho cậu 30 triệu đồng để mua tôi. Ông ta còn chưa nói xong. Diệp Bắc Minh đã không nhịn được đưa tay chém ra một kiếm, nói điều kiện với tôi à? Lão già nổ tung tại chỗ, hóa thành một bãi máu. A, à, lão già còn lại bị dọa đến vãi cả linh hồn, thần phục, tôi tề la thần phục. Sát thần đại nhân tha mạng. Rầm 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 rầm, tề la quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. Trong lòng ông ta lại nổi lên sóng biển động trời, đờ mờ. Đờ mờ a a a. Cũng quá quả quyết đi. Ông ta đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Sáu người trên tiên thiên, bốn người đã bị Diệp Bắc Minh trực tiếp xóa bỏ. Sao ông ta còn dám phản kháng nữa? Lão gia, thực lực của Bắc Minh thật sự khủng bố như vậy sao? Đám người nhà họ Diệp nhìn thấy một màn này, trong lòng cực kỳ rung động. Con người của Diệp Nam Thiên kịch liệt co vào, nhà họ Diệp quả thật sắp phùng lên rồi, lần này, ai cũng không ngăn cản được. Diệp Nam Thiên đã từng gặp rất nhiều nhân vật lớn. Nhưng Diệp Bắc Minh lại có một vẻ kiêu ngạo đứng đầu thiên hạ, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh không thần phục, tôi sẽ trực tiếp chém nát khí thế của anh, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy điều này ở bất cứ người nào cả. Ha 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 ha, Bắc Minh, cháu ngoại tốt của ông. Tiếng cười của Diệp Nam Thiên quanh quẩn trên bầu trời nhà họ Dịch. Một giây sau, Diệp Bắc Minh lạnh lùng mở miệng. Hai người các ông tới đây ký kết khế ước nô lệ. Tuân lệnh, cả người Ngô Vân Phúc và Tề La run lên, quỳ gối dưới chân Diệp Bắc Minh. Bọn họ lần lượt lấy ra một giọt tinh huyết của mình. Diệp Bắc Minh sử dụng huyết hồn chú để ký kết khế ước linh hồn. Hai người lập tức mặt xám như cho. Từ giờ trở đi, chỉ cần Diệp Bắc Minh suy nghĩ một cái, bọn họ sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Dịch kiếm nhân mở to đôi mắt già nua. Khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Những người khác nhà họ Dịch đều thi nhau cúi đầu. Ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Một giây sau, vèo, Diệp Bắc Minh nhìn về phía đám người nhà họ Dịch, đến lượt mấy người rồi. Anh đưa tay ra chộp về phía ngực Dịch kiếm nhân. Dịch kiếm nhân không có sức phản kháng, trái tim nổ tung, máu tươi phun ra ngoài. Diệp Bắc Minh trực tiếp sử dụng huyết mạch chú sát. Một ngọn lửa thiêu đốt. Trong nháy mắt, trên người tất cả đám người nhà họ Dịch ở đây đều bốc cháy lên ngọn lửa ngập trời. A, à, đừng mà! Cứu mạng! Vô số người kêu thảm, bị đốt sống chết tươi. Nhà họ Dịch hóa thành tu la địa ngục. Nhìn cho cốt đầy đất, Dịch kiếm nhân khóc không ra nước mắt. Ông ta chỉ vào Diệp Bắc Minh, cậu không sợ bị trời phạt sao? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, tôi mới giết mấy ngàn người nhà họ Dịch của ông thôi, bị trời phạt cái gì chứ? Nhà họ Dịch của ông truyền thừa mấy ngàn năm, giết người, diệt gia tộc còn ít hơn tôi sao?
Dịch kiếm nhân chỉ vào Diệp Bắc Minh, cậu. Ầm, ngọn lửa bốc cháy lên. Dịch kiếm nhân hóa thành một đống cho tàn. Nhà họ Dịch cứ bị hủy diệt như vậy. Cả người Ngô Vân Phúc và Tề La run rẩy, hoảng sợ cúi đầu. Thủ đoạn của đại nhân quá kinh khủng. Rốt cuộc bây giờ tôi đã biết vì sao đại nhân được gọi là sát thần rồi. Diệp Bắc Minh trở lại trước mặt Diệp Nam Thiên, ông ngoại, mọi người không cần trở về nữa. Diệp Nam Thiên vô cùng khó hiểu, hả? Diệp Bắc Minh mỉm cười, từ giờ trở đi, nhà họ Dịch chính là nhà họ Diệp chúng ta. Tất cả tài nguyên, sản nghiệp của nhà họ Dịch đều thuộc về nhà họ Diệp. Diệp Nam Thiên ngây người. Những người còn lại của nhà họ Diệp cũng kích động đến mức cả người run rẩy. Được, được, được. Diệp Nam Thiên không nhịn được gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Diệp sẽ từ một thế lực hạng 3, trực tiếp trở thành thế lực hạng nhất. Tin tức nhà họ Dịch bị hủy diệt được truyền ra ngoài như sóng thần. Các thế lực lớn của Côn Luân Hư nghe thấy việc này, đầu tiên là không dám tin. Nhà họ Dịch bị hủy diệt rồi. Làm sao có thể? Lão tổ nhà họ Dịch mới vừa tổ chức tiệc mừng thọ 1.500 tuổi mà. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai làm? Điều tra cho tôi. Vô số người đều ngơ ngác. Rất nhanh. Đã có tin tức truyền về, là sát thần Diệp Bắc Minh làm. Trong chốc lát, toàn bộ Côn Luân Hư đều nghẹn ngào. Đất tổ, nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh vừa mới chữa khỏi thương thế của cậu mình. Đột nhiên. Một hạ nhân đột nhiên đến báo, gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Anh ta tự xưng là thư ký tiền, nói là có việc muốn tìm ngài. Trừ người này ra, còn có một người đàn ông trung niên đi theo nữa. Thư ký tiền. Diệp Bắc Minh sững sờ, hơi kinh ngạc, chắc là sư huynh của tôi cũng tới. Nhà họ Tiêu. Hai chị em Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi nghe nói tin tức này thì khiếp sợ không ngậm miệng được. Ừng ực. Tiêu Nhã Phi không ngừng nuốt nước bọt, chị, anh ấy. Thế mà anh ấy lại tiêu diệt nhà họ Dịch. Sao anh ấy có thể làm được? Đây chính là nhà họ Dịch đó. Thân thể mềm mại của Tiêu Dung Phi không nhịn được mà run rẩy. Cô ta không thể tưởng tượng nổi tự nói, ai mà biết được. Nhà họ Dịch mặc dù không bằng nhà họ Tiêu, nhưng tuyệt đối cũng là gia tộc đỉnh cao của Côn Luân Hư. Ánh mắt Tiêu Nhã Phi lấp lóe, chị, em đã có chút thích anh ấy rồi. Rất muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy. Phụt. Tiêu Dung Phi suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Em. Em nói cái gì? Em gái dám yêu dám hận. Nhưng mà. Tiêu Dung Phi cũng không nghĩ tới em gái lại dám nói ra rõ ràng như thế. Các thế lực như Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phản Âm Cốc, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông đều hối hận dậm chân. Nếu lúc trước bọn họ kiên trì một chút nữa. Chẳng phải bây giờ đã có chỗ dựa rồi sao? Ai, ai có thể ngờ được sát thần lại kinh khủng như vậy? Thế mà nhà họ Dịch lại bị tiêu diệt. Từ giờ trở đi, ai còn dám đối địch với sát thần nữa? Lưu Ly Tông. Mộc Tuyết Tình đứng trên thần nữ phong, nhìn về phía phương hướng đất tổ, anh đúng là lần nào cũng khiến người ta phải bất ngờ. Nhà họ Dịch, quả thực là một quái vật khổng lồ. Rốt cuộc anh đã dùng thủ đoạn gì để tiêu diệt nó? Rốt cuộc người đứng sau lưng anh là ai? Long Đường. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Tất cả trưởng lão đều tập trung trong phòng họp. Trọn vẹn cả ngày, không ai rời đi. Trong phòng họp. Khi thì yên tĩnh, khi thì chấn động. Chủ nhân nhà họ Thẩm Thẩm Vạn Tứ. Thần tài đứng đầu Côn Luân Hư tự mình tiến vào Long Đường. Cuối cùng. Sắc mặt trắng bệch rời đi. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhà họ Dịch bị hủy diệt, nhà họ Diệp vùng lên. Thương hội nhà họ Ngô và Vạn Bảo Lâu lên cao như diều gặp gió. Phòng đấu giá làm ăn cực kỳ tốt. Đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Vạn Lăng Phong thì vô cùng bận rộn. Trong đất tổ Côn Luân Hư, một sơn cốc thần bí nào đó. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trăm ngàn năm qua không có bất kỳ người nào có thể tới gần nơi đây. Một ông lão đang ung dung lắc lư trên cái ghế mây bên cạnh vách núi. Bỗng nhiên, ông lão khoát tay, một cái bàn tròn màu vàng bay ra từ nhẫn chữ vật. Trên đó không ngừng lấp lóe ánh sáng. Ông lão thay đổi sắc mặt, không ngừng lẩm bẩm một mình, đế tinh rơi xuống, sát thần vươn lên. Trăm ngàn năm qua Côn Luân Hư đã bao giờ thay đổi thời thế như vậy đâu.
hay là kẻ may mắn thật sự đã ra đời. Chủ nhân của Côn Luân Hư ngang nhiên xuất thế. Là sát thần Diệp Bắc Minh kia sao? Hay là, người đó? Ông lão không ngừng thay đổi sắc mặt. Một giây sau, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nhảy chân sáo đi tới, trong lòng ôm một con mèo nhỏ. Ông nội, ông ở đây nói thầm cái gì vậy? Cái gì mà sát thần, đế tinh? Khoan đã! Ánh mắt thiếu nữ ngưng tụ, nhí nha nhí nhảnh mở miệng nói, a, vừa rồi ông nội mới nói đến chủ nhân của Côn Luân Hư. Chẳng lẽ, chủ nhân của Côn Luân Hư đã xuất hiện? Đúng vậy. Lão giả mỉm cười gật đầu, vận nhi, chủ nhân của Côn Luân Hư đã xuất hiện, thiên hạ đệ nhất các của chúng ta cũng nên mở ra rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của Lăng Vận Nhi là vẻ kích động, ông nội, thật sao? Thiên hạ đệ nhất các sắp mở ra, cháu có thể rời núi du ngoạn. Quá tốt rồi. Thiếu nữ ném con mèo trong ngực lên cao. Ha 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 ha, cháu rất muốn nhìn xem rốt cuộc chủ nhân của Côn Luân Hư này là ai. Trong lúc khắp nơi bên ngoài đang vô cùng chấn động, đồng thời ở nhà họ Diệp trong đất tổ, Diệp Bắc Minh sóng vai đi cùng một người đàn ông trung niên. Thư ký Tiền Tản Bộ ở phía sau. Người đàn ông trung niên cười nói, nơi này quả nhiên là rất tốt, vườn hoa của nhà họ Dịch còn lớn hơn cả ngự hoa viên ở Long Đô. Diệp Bắc Minh cười khẽ, nếu sư huynh thích, có thể tới nơi này ở lâu dài. Thư ký Tiền bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Khóe miệng không ngừng co rúm. Ngài đúng là dám nói. Người đàn ông trung niên cười lắc đầu, Long Quốc còn không thể rời khỏi anh, trừ khi sư đệ đứng ra quản lý chuyện của Long Quốc. Anh ta nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, anh mới có thể rảnh rỗi được. Cái gì? Thư ký Tiền chấn động. Bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh. Đây là muốn Diệp Bắc Minh tiếp nhận vị trí Long chủ sao? Ông trời ơi! Nếu như truyền về Long Đô, sợ là sẽ chấn động long trời lở đất mất. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, sư huynh đừng nói giỡn, chờ xử lý xong chuyện ở Côn Luân Hư đã. Sau đó em sẽ khởi hành đi tìm mẹ em, hơn nữa em đã đồng ý với các sư phụ rồi. Em sẽ để ba chữ Diệp Bắc Minh này truyền ra khắp toàn thế giới. Người đàn ông trung niên trầm mặc một lát, giống như là thở dài. Sau đó mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, nếu đã như vậy, anh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bây giờ em đã là Long Soái, chức vị này đã không có cách nào tăng lên nữa. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nói đến Long Soái, thật ra em cũng đâu có làm gì. Người đàn ông trung niên cười mắng một tiếng, cho nên. Em còn biết thân phận của mình sao? Những tướng sĩ của đội Thiên Cơ vẫn còn ở thành Côn Luân chờ em không đi huấn luyện bọn họ một chút sao? Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này anh đã quá bận rộn, cho nên đã quên mất các tướng sĩ. Anh liền dứt khoát đáp ứng, được, hai ngày sau em sẽ đến thành Côn Luân một chuyến, tự mình huấn luyện các tướng sĩ. Có câu nói này của em thì anh yên tâm rồi. Người đàn ông trung niên vô cùng vui vẻ. Không bao lâu sau đã dẫn thư ký Tiền rời đi. Diệp Bắc Minh trở lại thành Côn Luân. Trực tiếp tiến vào đội Thiên Cơ. Long Soái đến rồi. Lư Quốc Phong là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Bắc Minh. Đậu má, Long Soái trở về. Nhanh lên. Đám người Đoạn Nha, Thạch Lỗi xông lên, vô cùng kích động. Tất cả các tướng sĩ đang huấn luyện đều dừng lại. Hơn 3.000 tướng sĩ vây quanh Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của ai nấy cũng đều nóng như lửa đốt. Diệp Bắc Minh mỉm cười, mọi người vất vả rồi. Toàn thể đội Thiên Cơ chăm miệng một lời trả lời, bảo vệ quốc gia, không vất vả. Nếu mọi người đã không thấy vất vả, vậy thì tốt, từ giờ trở đi tôi sẽ huấn luyện mọi người. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây sau. Rõ. Tất cả tướng sĩ của đội Thiên Cơ đều vô cùng kích động, ai nấy đều giống như điên cuồng vậy. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà Long Soái còn có thể tự mình xuất hiện huấn luyện bọn họ. Ròng rã một ngày. Tất cả mọi người đội Thiên Cơ giống như không biết mệt mỏi vậy. Diệp Bắc Minh huấn luyện xong liền rời đi. Vừa đi ra khỏi đội Thiên Cơ đã thấy một bóng hình xinh đẹp chờ ở đó. Thiếu chủ. Lăng Thi Âm chủ động đi tới. Diệp Bắc Minh thấy hơi khó hiểu, sao cô lại ở chỗ này chờ tôi? Sắc mặt Lăng Thi Âm vô cùng nghiêm trọng, nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Thật ra 23 năm trước nữ chủ nhân đã để lại hai điều kiện.
thỏa mãn bất kỳ một điều kiện nào, tôi đều có thể nói cho thiếu chủ tất cả. Thứ nhất là trong vòng một năm, thiếu chủ trở thành võ đế. Thứ hai, thực lực của thiếu chủ có thể không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của người nào trong Côn Luân Hư. Thuộc hạ cho rằng mặc dù thiếu chủ vẫn chưa trở thành võ đế, nhưng thực lực của thiếu chủ đã thỏa mãn điều kiện thứ hai. Lăng Thi Âm hít sâu một hơi, tôi có thể nói cho thiếu chủ tất cả. Cho dù thiếu chủ muốn hỏi cái gì, tôi đều sẽ thành thật trả lời. Diệp Bắc Minh sững sờ. Một giây sau, anh không kịp chờ đợi hỏi, rốt cuộc mẹ tôi đã để lại cho cô tin tức gì. Lăng Thi Âm nhìn lướt qua bốn phía, thiếu chủ, ở đây nhiều người không tiện, chúng ta ra nơi khác nói. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu thật sâu. Hai người trở lại Vạn Bảo Lâu, đi thẳng đến một gian mật thất. Sau khi đóng cửa lại, Lăng Thi Âm mới vô cùng nghiêm túc nói, nữ chủ nhân biết thiếu chủ có thiên phú tu võ kinh khủng, bà ấy cũng biết ngài nhất định sẽ trở thành võ đế. Nhưng điều mà nữ chủ nhân không nghĩ tới là bây giờ thực lực của thiếu chủ ngài lại có thể đối kháng với bất kỳ thế lực nào trong Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh nhíu mày, đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc mẹ tôi đã đi đâu rồi. Lăng Thi Âm trả lời ngắn gọn, Hoàng Triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh trầm mặc một lát. Anh tiếp tục hỏi, cô có biết bố tôi là ai không? Lăng Thi Âm khẽ gật đầu, tôi đã nghe nữ chủ nhân nói qua, ông ấy là một vị cường giả trí cao vô thượng. Nhưng thân phận của ông ấy rất mẫn cảm, cho nên thuộc hạ cũng không biết. Thân phận rất mẫn cảm. Rốt cuộc là thân phận gì mà ngay cả người làm con như mình cũng không được biết. Diệp Bắc Minh khó hiểu, vì sao mẹ tôi lại phải rời khỏi Côn Luân Hư. Lấy thực lực của bà ấy, tôi cho rằng hoàn toàn đã đủ để bảo vệ tôi. Cho dù toàn bộ Côn Luân Hư đều đối đầu với mẹ tôi, cũng có thể để tôi khỏe mạnh trưởng thành chứ. Anh đã sớm đoán được thực lực của mẹ mình tuyệt đối không tầm thường. Lăng Thi Âm trả lời, đúng vậy, thực lực của nữ chủ nhân rất khủng bố. Ít nhất là trong Côn Luân Hư không ai có thể uy hiếp được bà ấy. Nữ chủ nhân cho thiếu chủ mai danh ẩn tích, không phải bởi vì lo lắng Côn Luân Hư, mà là vì uy hiếp khác. Uy hiếp khác? Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Đột nhiên, ánh mắt của anh trầm xuống, lạnh giọng hỏi, là uy hiếp bên Hoàng Triều Đại Chu sao? Đúng thế. Lăng Thi Âm khẳng định trả lời, nữ chủ nhân nói đã chuẩn bị cho ngài 99 sư phụ và 10 sư tỷ. Chỉ cần không rời khỏi Côn Luân Hư, sẽ có thể bảo vệ ngài đến khi trưởng thành. Cái gì? Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình. Trái tim anh run lên bần bật, sau đó tuôn ra một câu chửi bậy, đậu má. Tôi biết ngay mà. Sư phụ và sư tỷ tôi đều là mẹ tôi để lại cho tôi. Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh cảm giác mọi chuyện đều như rộng mở trong sáng. Chẳng lẽ mẹ tôi chính là chủ nhân của Côn Luân Hư đời trước? Không có khả năng, từ giọng điệu của sát sư phụ để suy đoán, chủ nhân của Côn Luân Hư phải là đàn ông. Hay là ông bố tiện nghi kia của tôi? Diệp Bắc Minh rất kích động. Mặt đỏ tới mang tai. Thở hổn hển. Anh chưa bao giờ kích động như vậy. Cứ như bố mẹ đang ở trước mắt anh vậy. Anh liều mạng tu luyện, liều mạng mạnh lên, không phải vì để tìm kiếm tin tức về bố mẹ sao? Rốt cuộc bây giờ đã biết được một chút tin tức. Sao có thể không kích động được? Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi, mẹ tôi rốt cuộc là ai? Bố tôi là ai? Ông ấy là chủ nhân của Côn Luân Hư sao? Bây giờ bọn họ đang ở nơi nào? Vì sao không trở về gặp tôi? Diệp Bắc Minh bước nhanh về phía trước. Hai tay bắt lấy bả vai Lăng Thi Âm, kịch liệt lay động. Lồng ngực Lăng Thi Âm kịch liệt chập trùng, bị lắc đến mức choáng váng. Cô ta vội vàng mở miệng, thiếu chủ, cậu chờ chút đã. Lúc này Diệp Bắc Minh mới bình tĩnh lại. Phù! Anh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lăng Thi Âm. Lăng Thi Âm chỉnh lại quần áo xốc xếch một chút, thiếu chủ, những vấn đề mà ngài nói, tôi cũng không biết. Nữ chủ nhân nói, nếu như một mình ngài có được lực lượng dung chuyển toàn bộ Côn Luân Hư, có thể đi đến một chỗ. Nơi đó sẽ có đáp án mà cậu muốn. Diệp Bắc Minh nhíu mày, chỗ nào? Lăng Thi Âm phun ra một cái tên, giếng tử vong. Giếng tử vong? Đó là chỗ nào? Diệp Bắc Minh vô cùng khó hiểu. Lăng Thi Âm lắc đầu, thuộc hạ cũng không biết. Nữ chủ nhân chỉ nói cho thuộc hạ, bảo thiếu chủ đi đến chỗ đó thôi. Đồng thời nói chỉ cần thiếu chủ đến chỗ đó,
tất cả những điều khó hiểu trong lòng ngài đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Sau khi rời khỏi mật thất, Diệp Bắc Minh để Lăng Thi Âm về giới phàm tục một chuyến, để Chu Nhược Sư và Hạ Nhược Tuyết đến Côn Luân Hư. Ở bên cạnh mình tuyệt đối an toàn hơn là giới phàm tục. Đồng thời, anh còn bảo Ngô Khinh Diên mời chào số lượng lớn người tu võ gia nhập Vạn Bảo Lâu. Chỉ cần thực lực ở trên cảnh giới võ thần là đủ. Một võ thần sẽ có bổng lộc là một năm một viên đan dược tuyệt phẩm. Một võ giả tiên thiên sẽ có bổng lộc là một năm một viên đan dược thánh phẩm. Rõ. Thân thể mềm mại của Ngô Khinh Diên run lên. Cô ta khiếp sợ há miệng, chủ nhân đúng là giàu có. Loại thù lao khủng bố này, cho dù là những thế lực hạng nhất kia cũng không có cách nào chi trả được chứ. Đột nhiên, một hạ nhân đi tới, thiếu chủ, bên ngoài có hai cô gái tự xưng là Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi cầu kiến. Diệp Bắc Minh có chút khó hiểu, chị em nhà họ Tiêu. Hai người đó đến tìm tôi làm cái gì? Mời hai người đó vào đi. Rõ. Bên trong phòng tiếp khách. Diệp Bắc Minh gặp được hai chị em xinh đẹp này, hai cô nương tìm tôi có việc gì sao? Cô nương. Tiêu Nhã Phi tức giận mở to đôi mắt đẹp, tôi còn tưởng rằng chúng ta là bạn bè chứ. Nói thế nào thì cũng từng cùng nhau trải qua sống chết đi. Diệp Bắc Minh sững sờ. Em gái này lại tỏ ra thân quen như thế. Tiêu Dung Phi chừng Tiêu Nhã Phi một chút, sau đó cười một tiếng nói với Diệp Bắc Minh, anh Diệp, Nhã Phi còn nhỏ, không hiểu lễ nghi. Tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Diệp Bắc Minh mỉm cười, không sao cả. Rốt cuộc các cô tìm tôi có chuyện gì? Tiêu Dung Phi trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây, anh Diệp, nhà họ Tiêu muốn thực hiện một cuộc làm ăn với anh Diệp. Một cuộc làm ăn? Diệp Bắc Minh sờ cằm, đã đoán được ý đồ Tiêu Dung Phi đến đây, đan dược sao? Đúng thế. Tiêu Dung Phi nở nụ cười xinh đẹp, nhà họ Tiêu hy vọng có thể mua một chút đan dược tuyệt phẩm, thánh phẩm. Nếu như có thể, hy vọng có thể được trò chuyện với vị đan hoàng đứng sau anh Diệp nữa. Đúng thế. Tất cả các thế lực bên ngoài đều suy đoán. Sau lưng Diệp Bắc Minh tuyệt đối có một vị đan hoàng. Côn Luân Hư có tổng cộng 3 vị đan hoàng. Đan hoàng thứ 3 là Lý Ngạo. Mấy ngày trước đã bị Diệp Bắc Minh chém giết. Còn lại đan hoàng thứ nhất và đan hoàng thứ 2. Trong hai người này, chắc chắn sẽ có một vị là sư phụ của Diệp Bắc Minh. Rốt cuộc là người nào? Đôi mắt đẹp của Tiêu Dung Phi lấp lóe. Chờ đợi Diệp Bắc Minh trả lời. Không ngờ. Diệp Bắc Minh lại lạnh nhạt lên tiếng, đan dược là do chính tôi luyện chế, phía sau không có người nào cả. Cái gì? Tiêu Dung Phi sững sờ, chợt nhíu mày lại. Vẻ mặt có chút quái dị. Cô ta không nhịn được mở miệng, anh Diệp, thật ra cho dù anh không nói cũng không sao cả. Chỉ cần anh đồng ý đứng giữa, đồng ý để đan hoàng tiền bối luyện đan cho nhà họ Tiêu là được. Về phần thù lao, anh cứ thoải mái đưa ra. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô Tiêu, tôi không nói đùa, những đan dược kia thật sự là do chính tôi luyện ra. Chỉ cần các cô bỏ ra cái giá phải chăng, tất cả đều dễ nói chuyện. Tiêu Dung Phi không nói gì nữa. Lúc đầu cô ta rất có ấn tượng tốt về Diệp Bắc Minh. Nhưng nghe Diệp Bắc Minh nói như vậy, ấn tượng trong lòng lập tức kém hẳn đi, mặc dù anh có thực lực kinh khủng, nhưng cũng quá hư vinh. Côn Luân Hư còn sót lại hai vị đan hoàng. Ai mà không phải là người có hơn ngàn năm kinh nghiệm luyện đan? Chẳng lẽ năng lực của anh còn mạnh hơn đan hoàng ư? Cô ta âm thầm lắc đầu. Đột nhiên, Tiêu Nhã Phi oa một tiếng, anh Diệp, anh thật lợi hại, tuổi còn trẻ thế mà đã có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm. Tôi có thể chụp một bức ảnh với anh không? Cô ta còn lấy điện thoại của giới phàm tục ra. iPhone 13 Plus phiên bản mới nhất. Dáng vẻ như nữ fan cuồng. Diệp Bắc Minh có chút cạn lời. Hai chị em này trông giống nhau như đúc, tính cách lại khác nhau một trời một vực. Sau khi chụp ảnh chung xong, Tiêu Nhã Phi trực tiếp thiết lập ảnh của hai người thành ảnh màn hình chính. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không để ý lắm, đúng rồi. Cô Tiêu có biết giếng tử vong không? Trong phòng khách lập tức an tĩnh. Tiêu Dung Phi đứng bật dậy, Tiêu Nhã Phi cũng giật nảy cả mình. Anh Diệp, anh hỏi chỗ đó làm gì? Diệp Bắc Minh nghiêm túc nhìn hai người, xem ra các cô có biết. Diệp Bắc Minh trực tiếp nói thẳng, nói cho tôi vị trí của giếng tử vong, về sau chỉ cần tôi Diệp Bắc Minh còn ở đây một ngày. Nhà họ Tiêu các cô cần bất kỳ đan dược gì,
tôi đều có thể luyện ra cho các cô. Lời hứa hẹn này rất nặng. Tiêu Dung Phi nhíu chặt mày lại, nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, anh Diệp, đây không phải vấn đề về đan dược. Tôi có thể nói cho anh vị trí của giếng tử vong, không cần bất kỳ thù lao gì. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết mục đích anh ngóng giếng tử vong không? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, tôi muốn đến giếng tử vong một chuyến. Cái gì? Tiêu Dung Phi khẽ run rẩy. Tiêu Nhã Phi ở bên cạnh cũng bịt chặt cái miệng nhỏ, cố gắng không để mình kêu ra. Diệp Bắc Minh vô cùng khó hiểu, làm sao vậy? Nơi đó rất khủng bố. Phù! Tiêu Dung Phi hít sâu một hơi, nuốt nước miếng, nào chỉ là kinh khủng. Ở trong toàn bộ Côn Luân Hư, ngoại trừ rừng rậm ma thú nguy hiểm nhất ra thì chính là tử vong cốc. Diệp Bắc Minh khó hiểu, tử vong cốc. Phải. Tiêu Dung Phi gật đầu, giếng tử vong mà anh nói đến nằm ngay chỗ sâu nhất của tử vong cốc. Nghe nói nơi đó kết nối với địa ngục, còn đáng sợ hơn cả bản thân tử vong cốc. Anh Diệp, tôi không đề nghị anh đến tử vong cốc. Nơi đó có ác nhân kinh khủng nhất thiên hạ. Còn có độc vương đáng sợ nhất thiên hạ. Sát thủ kinh khủng nhất thiên hạ. Gần như tất cả những người mà các thế lực truy nã, chỉ cần đến đường cùng, đều sẽ tiến vào tử vong cốc. Cho dù anh có thực lực ngập trời, đối mặt với một ác nhân cũng không sợ. Nếu như có 10 người, 100 người, 1.000 người thì sao? Anh tiến vào tử vong cốc sẽ giống như một con cừu nhỏ đi vào đàn sói, sẽ bị bọn họ ăn sống nuốt tươi. Vừa nghĩ tới tử vong cốc, cô ta liền không nhịn được hít khí lạnh. Chứ đừng nói là đến đó. Tiêu Nhã Phi lo lắng nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, anh đừng đi được không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi có lý do không đi không được. Cho dù hai người thuyết phục như thế nào, Diệp Bắc Minh vẫn kiên trì với ý định của mình. Ánh mắt của Tiêu Dung Phi ngưng tụ, được rồi, nếu anh cứ nhất quyết phải đi, nhà họ Tiêu tôi sẽ hộ tống anh đi một chuyến. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt từ chối, không cần, cô nói cho tôi vị trí là được rồi. Tiêu Dung Phi rất kiên trì, anh Diệp, vẫn là để chúng tôi đi theo đi. Nhà họ Tiêu sẽ phái ra một số cao thủ, ít nhất có thể bảo vệ anh tới gần tử vong cốc rồi an toàn đi ra. Trong lòng cô ta lại thầm nghĩ, chờ anh đến tử vong cốc sẽ biết nơi đó khủng bố đến mức nào. Đến lúc đó anh gặp nguy hiểm, nhà họ Tiêu tôi sẽ cứu anh một mạng. Anh còn không tiến cử tôi với vị đan hoàng sau lưng anh được nữa sao? Nhìn thấy Tiêu Dung Phi kiên trì như vậy, Diệp Bắc Minh cũng không nói gì nữa. Xế chiều hôm đó, Tiêu Dung Phi lại gọi tới 10 lão già. 10 tiên thiên, 3 người ở trên tiên thiên, cộng thêm 2 chị em. Tổng cộng là 15 người. Chuẩn bị hộ tống Diệp Bắc Minh tiến về tử vong cốc. Diệp Bắc Minh co quắp khóe miệng, thế này thì quá mức rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Dung Phi là vẻ nghiêm túc, không hề khoa trương chút nào, anh Diệp cứ đến tử vong cốc sẽ biết. Đoàn người rời khỏi thành Côn Luân, đi về hướng tử vong cốc. Trong âm thầm, một thiếu nữ ôm mèo nhíu mày, ông nội, anh ấy muốn đi tử vong cốc. Chỗ đó quá nguy hiểm. Chúng ta có cần ngăn cản anh ấy không? Ông lão bên cạnh lạnh lùng lắc đầu, nếu như cậu ấy là chủ nhân tương lai của Côn Luân Hư, sẽ không thể chết trong tử vong cốc được. Nếu như cậu ấy chết ở trong đó thì sẽ không phải là chủ nhân Côn Luân Hư. Chúng ta cũng không cần thiết cứu cậu ấy. Lăng Vận Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu. Lão già lại lắc đầu, đi thôi, theo ông đến điện kỵ sĩ Thánh Long. Còn có một người nữa cũng có khả năng trở thành chủ nhân của Côn Luân Hư, ông cần nghiệm chứng một chút. Vâng, hiển nhiên Lăng Vận Nhi có chút không hứng thú, ông nội, cháu muốn đi chơi một mình, ông đến điện kỵ sĩ Thánh Long một mình đi. Lão già bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, cháu phải cẩn thận đấy. Hi hi, vâng, Lăng Vận Nhi biến mất như một làn khói. Đợi đến khi ông nội rời đi, cô ta mới đi theo đoàn người Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, nhà họ Thẩm, chỗ này còn tráng lệ, xa hoa hơn cả hoàng cung. Một người đàn ông trung niên vội vã chạy vào, gia chủ, tin tức mới nhất. Diệp Bắc Minh đã rời khỏi thành Côn Luân, đi về phía tử vong cốc. Thẩm Vạn Tứ vô cùng kinh ngạc, tử vong cốc. Đột nhiên, ông ta vui mừng quá đỗi, ông nói cái gì? Tử vong cốc, ông xác định Diệp Bắc Minh đi tử vong cốc rồi ư? Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng vậy, gia chủ. Một người phụ nữ bên cạnh đỏ bừng hai mắt. Nhìn là biết vừa mới khóc.
người này chính là mẹ của Thẩm Thông, Thẩm Linh Lung. Người phụ nữ vừa nghe đến ba chữ Diệp Bắc Minh liền vô cùng kích động, lão gia, ông nhất định phải báo thù cho Thông Nhi và Linh Lung. Phu nhân yên tâm, nếu kẻ này dám đến Tử Vong Cốc, cậu ta chắc chắn sẽ phải chết. Hai con ngươi của Thẩm Vạn Tứ co lại, sát khí phun ra ngoài giống như là thủy triều, liên hệ với sát thủ số một thiên hạ, bất kỳ người nào trong Tử Vong Cốc, chỉ cần giết chết Diệp Bắc Minh. Nhà họ Thẩm sẽ thưởng 1 tỷ đồng. Đại sảnh nhà họ Thẩm hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Thẩm Vạn Tứ. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. 1 tỷ đồng. Đậu má. Nếu đám người liều mạng trong Tử Vong Cốc biết, Diệp Bắc Minh tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Trên đường. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền ra, nhóc con, đang có rất nhiều người âm thầm chú ý đến cậu. Không chỉ một, mà ít nhất có mấy chục người. Diệp Bắc Minh cũng cảm nhận được. Có ít nhất 10 mấy võ giả tiên thiên trong bóng tối. Cũng có trên 10 võ giả tiên thiên. Võ giả cảnh giới hợp nhất cũng có 3 người. Đều đi theo ở xa xa phía sau. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, chỉ cần bọn họ không ra tay, không cần quan tâm đến bọn họ. Nếu bọn họ dám ra tay, giết là được. Khoảng nửa ngày sau, đã đến Tử Vong Cốc. Sơn cốc phía trước bị sương mù dày đặc màu xám bao phủ. Hơi thở đẫm máu, giết chóc, tử vong đập vào mặt. Mọi người không nhịn được dừng bước. Tiêu Dung Phi kiêng dè chỉ về phía trước, anh Diệp, phía trước chính là Tử Vong Cốc rồi. Bây giờ chúng ta đi còn kịp, tiếp tục tiến lên 1 cây số nữa, muốn trở về sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Tiêu Nhã Phi tỏ vẻ lo lắng, anh Diệp, nếu không hay là chúng ta đi thôi. Mấy lão già nhà họ Tiêu mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, cậu Diệp, đến đây đã sắp xỉ rồi. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn tiến vào Tử Vong Cốc sao? Mấy người lão phu nhắc nhở cậu một câu, cho dù là cảnh giới hợp nhất tiến vào Tử Vong Cốc cũng là có đi mà không có về. Mấy người thay nhau khuyên bảo. Diệp Bắc Minh mỉm cười, cảm ơn mọi người đã đưa tôi đến đây. Mọi người có thể về rồi. 1 giây sau. Diệp Bắc Minh không để ý lời khuyên của mọi người, bay thẳng về phía Tử Vong Cốc. Vừa đi là 1 cây số. Hơn 10 hơi thở kinh khủng từ trong màn sương mù dày đặc phía trước truyền tới. Tổng cộng có hơn 10 võ giả đi tới. Mỗi người hung thần ác sát, ánh mắt khát máu giống như dã thú. Tu vi thấp nhất rõ ràng cũng là cảnh giới võ thần. Cuối cùng, một người đàn ông thoạt nhìn chừng 30 tuổi, toàn thân mang theo hơi thở khát máu đi tới. Anh ta nhìn Diệp Bắc Minh như đang nhìn một người chết, ôi chao, một võ thánh. Loại gà bệnh này mà cũng dám tới Tử Vong Cốc sao? Đúng là mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy. Ha 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 ha. Bốn phía truyền tới một trận cười vang. Cực kỳ khôi hài. Người đàn ông nhìn xuống Diệp Bắc Minh, ở bên ngoài đắc tội với người ta hả? Không sao, chỉ cần cậu giao ra tất cả bảo bối trên người. Sau đó, từ dưới háng tôi. Xoẹt. Một tiếng rồng ngâm. Kiếm khí màu đỏ máu đánh tới. Sắc mặt người đàn ông thay đổi, địch, cậu dám ra tay với tôi. Cậu có biết tôi là... Lời này còn chưa nói hết. Phụt. Kiếm đoạn long xẹt qua đầu người nọ, một cái đầu người bay thẳng ra ngoài. Lão đại. Mọi người hoảng sợ kêu lên một tiếng, hít sâu một hơi, hít. Phụt, 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 phụt. Kiếm khí màu đỏ máu lập lòe qua cổ mỗi người. Diệp Bắc Minh không thèm liếc nhìn mấy người này thêm, đi thẳng qua. Cũng không quay đầu lại. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Bịch, bịch, bịch. Hơn 10 cái đầu lần lượt rơi xuống đất, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trong lòng chỉ có một nghi vấn, kẻ này là ai? Thủ đoạn thật là đáng sợ. Tiến vào Tử Vong Cốc. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Nhục truyền tới, nhãi con, sát khí nặng nề. Cậu tu luyện đạo tàn sát, nếu có thể giết chóc ở đây, nhất định thực lực sẽ tăng vọt. Cùng lúc đó, chỗ sâu nhất trong Tử Vong Cốc, một giọng nói như truyền tới từ chỗ sâu trong địa ngục cậu ta. Tới rồi. Ta đã chờ vô số năm, cuối cùng cậu ta cũng đã tới. Mọi người nhà họ Tiêu lại gần lối vào Tử Vong Cốc. Chỉ thấy một đám rắn mối khổng lồ đang gặm ăn thi thể. Xì xì xì. Máu thịt văng tung tóe. Tan nát thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Là ma thú cấp 2, cứ xỉ tích.
Ông lão nhà họ Tiêu thay đổi sắc mặt, đây đã là phạm vi tử vong cốc, kẻ này thật sự tiến vào sao? Tiêu Nhã Phi nuốt nước bọt một cái, chị ơi, anh ấy tiến vào rồi, làm sao bây giờ? Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Dung Phi trầm xuống, nhìn về phía hai ông lão trên tiên thiên, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, xác suất còn sống rời khỏi tử vong cốc là bao nhiêu? Hai người nhìn nhau. Thất trưởng lão chậm rãi lắc đầu, gia tộc Hoàng Phủ đã từng có 7 tiên thiên cùng nhau tiến vào tử vong cốc, 3 ngày sau chỉ có 2 người còn sống bước ra. Một người trong đó không chữa nổi mà bỏ mình. Người còn lại 2 ngày sau thì chết. Long đường, 9 tiên thiên, 2 trên tiên thiên tiến vào tử vong cốc, cuối cùng chỉ còn 1 tiên thiên còn sống bước ra. Đơn thương độc mã tiến vào tử vong cốc, hiện tại là vậy, không ai còn sống đi ra. Tiêu Nhã Phi che cái miệng nhỏ nhắn, thế chẳng phải là anh Diệp chết chắc rồi sao? Tiêu Dung Phi quay đầu lại, nhìn về phía sâu trong màn sương mù dày đặc. Cộp cộp cộp, một trận tiếng bước chân dồn dập xuất hiện. Xung quanh người nhà họ Tiêu xuất hiện rất nhiều võ giả. Bảo vệ tiểu thư, ngũ trưởng lão và thất trưởng lão hét lớn một tiếng, mọi người vây hai chị em vào giữa. Một giây sau, một cô gái quần áo hở hang đi tới. Ngoại trừ vị trí mấu chốt có quần áo gần như trong suốt che chắn, những chỗ khác không mảnh vải che thân. Phụ nữ nhìn cũng xấu hổ. Yêu nữ oản oản. Đồng tử ngũ trưởng lão co lại, miệng đắng lưỡi khô. Sau lưng yêu nữ oản oản có mười mấy người đi theo. Trên người mỗi người đều mang theo sát khí lạnh như băng. Tiêu Dung Phi hoảng hốt, yêu nữ oản oản. Tiêu Nhã Phi che cái miệng nhỏ nhắn, cô ta chính là yêu nữ oản oản đệ nhất thiên hạ sao? Ha 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 ha! Một trận cười duyên truyền tới. Yêu nữ oản oản nhìn về phía Tiêu Nhã Phi, em gái nhỏ thật đáng yêu, có muốn chơi với chị không? Tôi không muốn. Tiêu Nhã Phi sợ tới mức lùi về sau vài bước. Ngũ trưởng lão tiến lên một bước, yêu nữ, bọn ta là người nhà họ Tiêu đất tổ. Bỗng nhiên! Sau lưng lại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Trên 100 người tu võ xuất hiện. Tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới tiên thiên, ít nhất một nửa ở trên tiên thiên. Trong đó có mười mấy người đều là người tu võ cảnh giới hợp nhất. Một hơi thở giết chóc, tử vong đập vào mặt. Đao đệ nhất thiên hạ, phó thập nhất lang. Kiếm đệ nhất thiên hạ, kiếm khách lãng tử, thẩm lãng. Độc phương đệ nhất thiên hạ, quỷ thủ độc thánh. Kẻ ác đệ nhất thiên hạ, ác thông thiên. Còn có vua sát thủ đệ nhất thiên hạ, Tần Phong. Mặt già của ngũ trưởng lão chấn động dữ dội, tóc gáy dựng đứng. Những kẻ này không có ai là loại lương thiện, gần như đều bị thế lực Côn Lôn hư truy nã. Đối mặt trên 100 người tu võ tiên thiên, trên tiên thiên, thậm chí là cảnh giới hợp nhất. Mọi người nhà họ Tiêu nhỏ bé như con kiến. Trán ngũ trưởng lão đổ mồ hôi lạnh, sao các người? Các người đều tới. Ác thông thiên cười một tiếng dữ tợn, lão già ở đâu ra, nó nhảm nhiều quá vậy. Chết đi cho tôi. Dưới chân giẫm một cái, ác thông thiên cao 2 mét nhảy lên thật cao. Giống như người khổng lồ nện một đấm xuống. Ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, bảo vệ tiểu thư. Mọi người còn lại của Tiêu gia bảo vệ hai chị em, nhanh chóng lùi về sau. Phụt, ngũ trưởng lão không phải đối thủ của ác thông thiên. Bịt một đấm đâm thủng ngực, chết ngay tại chỗ. Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi kêu to, ngũ trưởng lão. Trong mắt thất trưởng lão tràn ngập tơ máu, anh Nam. Địch, bọn tôi với các người không thù không oán, vì sao lại giết người? Ác thông thiên nhếch miệng cười, ông đây là kẻ ác đệ nhất thiên hạ, muốn giết ai thì giết. Ánh mắt trầm xuống, rơi vào trên người chị em nhà họ Tiêu. Ngực, eo, mông. Đường cong hoàn mỹ. Mặc dù hai người ăn mặc rất đứng đắn nhưng vẫn không thể nào che giấu được dáng người bốc lửa. Ác thông thiên cảm thấy khô nóng một trận, vậy mà còn có người đẹp như vậy, hôm nay sướng rồi. Gã tiến lên một bước, đi về phía mọi người nhà họ Tiêu. Thất trưởng lão chợt thay đổi sắc mặt, bảo vệ tiểu thư. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mọi người nhà họ Tiêu đều rút vũ khí ra, đồng loạt ra tay. Muốn chết. Ác thông thiên hừ lạnh một tiếng, cơ thể của gã kiên cố không phá vỡ nổi. Đao kiếm chém vào vậy mà bắn tia lửa khắp nơi, một lũ ngu, cơ thể ông đây kim cương bất hoại. Gã tung ra một trường. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Đầu thất trưởng lão ầm ầm nổ tung.
còn lại 10 ông lão nhà họ Tiêu vốn dĩ không ngăn được. Chưa đầy 3 phút, tất cả đều bị Ác Thông Thiên dùng nắm đấm đập chết tươi. Tiêu Nhã Phi vô cùng hoảng sợ, chị ơi! Tiêu Dung Phi chặn trước mặt em gái, không được tổn thương em gái tôi, chúng tôi là người nhà họ Tiêu đất tổ. Ác Thông Thiên tỏ ra sợ hãi, nhà họ Tiêu, tôi sợ quá đi. Làm sao bây giờ, đáng sợ quá. Ha 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 ha. Bốn phía truyền tới một trận cười vang. Hai người Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi sợ tới mức không ngừng run rẩy. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền tới, Ác Thông Thiên, đừng gây thêm rắc rối. Âm thanh ồn ào im bặt. Bạch, tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn về một hướng. Một nam nhân đứng đó, mang mặt nạ màu đen. Vua sát thủ đệ nhất thiên hạ, Tần Phong. Giọng Tần Phong lạnh nhạt, tôi có chút dây mơ dễ má với nhà họ Tần, hai cô gái này được tôi bảo vệ rồi. Ác Thông Thiên theo bản năng thốt lên, cái gì? Đùng! Tần Phong chỉ đưa tay một cái, Ác Thông Thiên đã bay ra ngoài. Khuôn mặt sưng lên. Gã hoảng sợ. Giọng nói của Tần Phong lại truyền tới, ông có ý kiến. Đồng tử Ác Thông Thiên hung hăng co lại, không dám. Cho dù là gã cũng không dám trêu chọc vị sát thần này. Sát thần Diệp Bắc Minh cái gì? So với vua sát thủ Tần Phong, quả thực yếu muốn chết. Ác Thông Thiên thật sự được chứng kiến sự đáng sợ của Tần Phong. Một giây sau, Tần Phong nhìn về phía sâu trong Tử Vong Cốc, giết chóc, đã bắt đầu. Diệp Bắc Minh, ha ha, lần đầu tiên nghe thấy tên của anh, tôi không coi ra gì. Anh vậy mà cũng gọi là sát thần. Ha ha, sát thần, chỉ có một. Tần Phong bước ra một bước. Tiến vào trong Tử Vong Cốc. Sau lưng xoáy lên sát khí ngập trời. Những người còn lại theo sát phía sau. Lăng Vận Nhi ở phía sau cùng, nhìn mọi người tiến vào Tử Vong Cốc. Nhiều người đến như vậy, thú vị rồi đây. Sát thần có chống đỡ được không? Tần Phong này, hình như cũng rất lợi hại nhỉ. Tiến vào Tử Vong Cốc. Đập vào mắt chính là thi thể đầy đất. Yêu nữ Oản Oản nhíu mày, đều là một kiếm toi mạng, đầu người rơi xuống đất. Kiếm đệ nhất thiên hạ, Thẩm Lãng gật đầu, vẻ mặt ngạo mạn, kẻ này là một cao thủ sử dụng kiếm. Chỉ tiếc, lĩnh ngộ của anh ta về kiếm còn chưa đủ độ lửa. Giết người, một kiếm nứt cổ là đủ rồi. Vậy mà còn chém nứt đầu. Quả thực là sỉ nhục với sử dụng kiếm. Lúc này, trong đại sảnh nhà họ Thẩm, một người đàn ông trung niên xông tới, gia chủ, đám người vua sát thủ đệ nhất thiên hạ, kiếm đệ nhất thiên hạ, đao đệ nhất thiên hạ. Còn có yêu nữ Oản Oản đã tiến vào Tử Vong Cốc. Thẩm Vạn Tư đứng bật dậy, giơ chén trà sứ thanh hoa trong tay. Xoảng, hung hăng ném xuống đất, tốt. Có những người này ra tay, chắc chắn Diệp Bắc Minh phải chết. Thông Nhi, Linh Lung, thù lớn của hai đứa cuối cùng cũng báo được rồi. Bên ngoài Tử Vong Cốc, Diệp Bắc Minh một đường đánh tới, đã giết hơn 1.000 người tu võ. Thực lực yếu nhất chí ít cũng là võ thần. Thực lực đáng sợ nhất vậy mà đã đạt tới cảnh giới hợp nhất. Diệp Bắc Minh vừa thu gom chiến lợi phẩm, vừa lắc đầu, bây giờ mới tiến vào Tử Vong Cốc chưa tới 10 cây số, vậy mà đã có nhiều người tu võ như vậy sao? Xem ra chị em nhà họ Tiêu không nói dối tôi, người tu võ bị Côn Lôn Hư truy nã đều chạy vào đây. Cũng không biết giếng Tử Vong cụ thể ở đâu, tìm tiếp như vậy chừng nào mới tìm được. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, nhóc con, chẳng lẽ chuyện này với cậu mà nói không tốt sao? 1.000 người tu võ này đều là kẻ đại gian đại ác, cậu ngưng tụ sát khí cũng không ít. Ngoại trừ Diệp Bắc Minh, Long Đế cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Gần như tất cả máu tươi đều bị ông ấy hấp thu. Long Đế rất hưng phấn, nhóc con. Tiếp tục giết người như vậy. Tôi có thể ngưng tụ chân hồn rồi. Nói không chừng có thể sống lại luôn. Ấu! Bỗng nhiên! Sau lưng truyền tới từng đợt tiếng sói tru. Một đám tật phong lang biến dị cấp 4 xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt thi thể dưới đất. Diệp Bắc Minh lạnh lùng quan sát tất cả, cầm kiếm giết vào trong bầy sói. Mấy phút sau, thi thể đầy đất. Anh đang định tiếp tục lên đường. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, có người cũng vào theo rồi, chị em nhà họ Tiêu cũng ở trong đó. Cái gì? Diệp Bắc Minh sững sờ, không phải không cho bọn họ vào sao? Anh cộng hưởng ý thức với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Một giây sau,
Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhiều như vậy. Lập tức, ánh mắt lập lòe, thực lực cũng không tệ, có thể nhận làm người hầu. Trên đường đám người Tần Phong tới đây, thi thể dưới đất càng lúc càng nhiều. Không chỉ có thi thể của người tu võ, còn có một đống thi thể của ma thú. Từ ma thú cấp 2 đến ma thú cấp 4, cấp 5 khác nhau. Tất cả đều bị một kiếm giết trong nháy mắt. Hoặc là đầu rơi xuống đất, hoặc là hóa thành xương máu. Khuôn mặt yêu nữ oản oản nghiêm túc, vậy mà đều là một kiếm giết trong nháy mắt. Nếu như chỉ có mười mấy người tu võ thì không kỳ lạ. Nhưng từ khi chúng ta tiến vào tử vong cốc cho tới bây giờ. Ít nhất có hơn 1.000 người tu võ, mấy trăm con ma thú. Vậy mà đều là một kiếm giết trong nháy mắt. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập. Một tỷ này của nhà họ Thẩm không dễ kiếm như vậy. Thẩm Lãng lạnh mặt, không thể không thừa nhận kẻ này có chút quỷ dị. Đúng lúc này, một giọng nói từ sâu trong sương mù dày đặc phía trước truyền tới, mấy người có thể đừng thảo luận nữa không? Tôi chờ các người được nửa tiếng rồi. Soạt, trên trăm ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Ai? Mọi người chấn động. Cơ thể mềm mại của Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi run lên, là anh ấy. Ong! Sương mù dày đặc tan đi. Chỉ thấy một người con trai trẻ tuổi đang ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi. Bốn phương tám hướng đều là thi thể. Diệp Bắc Minh, đồng tử mọi người co lại. Đôi mắt trợn to. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng lại dùng phương thức này nhìn thấy Diệp Bắc Minh. Đối phương vậy mà đang chờ bọn họ. Diệp Bắc Minh chỉ hai chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi, thả bọn họ, sau đó quỳ xuống thần phục, nhận tôi làm chủ nhân. Tôi có thể tha cho các người một con đường sống. Mọi người ngây người, anh nói gì? Nghẹn họng nhìn chân chối. Khóe mắt mấy người yêu nữ oản oản, Phó Thập Nhất Lang, Thẩm Lãng, Quỷ Thủ Độc Thánh, Ác Thông Thiên, Tần Phong co giật. Thế này cũng khoa trương quá rồi. Ác Thông Thiên gào lên một tiếng, thằng tạp chủng, dám nói khoác mà không biết ngượng trước mặt kẻ ác đệ nhất thiên hạ tôi hả? Quỳ xuống cho tôi. Ầm ầm. Chân nguyên của Ác Thông Thiên cuồn cuộn, xông tới như một con thú dữ. Người này vậy mà là cảnh giới hợp nhất. Tần Phong kêu to, anh Diệp cẩn thận, tên này rất hung tàn. Giết người không chớp mắt, là kẻ ác đệ nhất thiên hạ. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay. Bình tĩnh nhìn Ác Thông Thiên đánh tới. 100 mét, 50 mét, 10 mét, Diệp Bắc Minh vẫn thở ơ. Ác Thông Thiên điên cuồng cười một tiếng, nhóc con, mẹ nó cậu sợ tới ngu rồi hả? Một phế vật sơ kỳ võ thánh. Thấy kẻ ác đệ nhất thiên hạ tôi không bị dọa quỳ xuống đã là rất can đảm rồi. 3 mét, đã đến. Trong thoáng chốc, Diệp Bắc Minh gọn gàng mà linh hoạt ra tay, đấm ra một quyền. Sau lưng anh sát khí ngập trời. Một giọt huyết long bùng nổ từ trong nắm đấm. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. A, Ác Thông Thiên kêu thảm một tiếng, cánh tay tấn công đã bị đánh nổ tung. Một mảnh xương máu vỡ ra, bay ra ngoài giống như chó chết. Ầm, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, lôi ảnh trùng trùng. Đi tới không trung phía trên cơ thể Ác Thông Thiên, đạp mạnh một cước xuống. Một tiếng răng rắc thật lớn vang lên. Ác Thông Thiên như bị sét đánh, lao xuống đất như sao băng. Diệp Bắc Minh từ trên trời giáng xuống, một chân đạp đầu Ác Thông Thiên, kẻ ác đệ nhất thiên hạ. Xem ra, ông còn chưa đủ ác đâu. Phó Thập Nhất Lang nhướng mày. Ánh mắt Thẩm Lãng lạnh giá, mang theo một chút ghen ghét. Ánh mắt yêu nữ oản oản nhìn về phía Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn thay đổi, vậy mà có một ít hưng phấn. Tần Phong nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Hít. Những người còn lại hít sâu một hơi, trong mắt toàn là chấn động. Đó chính là Ác Thông Thiên, kẻ ác đệ nhất thiên hạ. Giao thủ với Diệp Bắc Minh thậm chí cả một chiêu cũng không cầm cự nổi. Địch, trái tim bọn họ đều sợ tới mức nổ rồi. Một giây sau, Tần Phong nở nụ cười, ha ha, Diệp Bắc Minh quả nhiên anh có chút bản lĩnh. Tôi cho anh một cơ hội, thả Ác Thông Thiên. Sau đó chém đứt đầu mình. Tôi có thể không truy cứu người nhà của anh. Không đợi anh ta nói xong. Diệp Bắc Minh chợt nhấc chân đạp xuống, xương máu nổ bung. Đầu Ác Thông Thiên biến thành một đống thịt nát. Cái gì cơ? Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Sao Diệp Bắc Minh lại dám xem lời nói của Tần Phong như gió thoảng chứ?
Nụ cười trên mặt Tần Phong thoáng chốc sượng chân, mày. Một luồng kiếm khí sắc như dao ập tới, ngắt lời anh ta một lần nữa. Xoẹt. Đó là kiếm khí mang sắc màu đỏ chót, chứa đựng hơi thở đầy bạo tàn và điên loạn. Giọng nói của Diệp Bắc Minh hệt như vọng lại từ nơi địa ngục cửu u kinh hoàng, những người khác quỳ xuống nhận tôi làm chủ nhân thì được phép sống sót. Còn anh là tên rác rưởi ăn hại phương nào hả? Chết đi cho đỡ chật đất. Gia đình là vảy ngược bất khả xâm phạm của Diệp Bắc Minh. Dám động chạm đến vảy ngược của rồng ắt phải nhận lấy cái chết. Tần Phong hoàn toàn không ngờ Diệp Bắc Minh lại ngông cuồng đến thế, dám chủ động ra tay với anh ta. Diệp Bắc Minh, hãy trả giá cho sự ngông cuồng và ngu muội của mày đi. Mày dám ra tay với tao mà chưa thèm hỏi tao là ai cơ à? Ra đây, thiên tuyệt ma ảnh. Một tiếng gầm thét vang rền cất lên. Một thanh đao quý đầu rồng màu đen hiện ra trong tay Tần Phong, nó tỏa ra hơi thở cuồng loạn đến mức ào ạt ùa ra hệt sóng thần dữ dội. Chính lúc này, không ngờ có một ma ảnh cao ngút ngàn hiện diện sau lưng Tần Phong. Nó mang đến sát khí, sự rét buốt tột cùng cũng như áp lực lớn lao đến nỗi tưởng chừng có thể dìm nát người ta. Giống như ma thần đã giáng trần vậy. Ngay giây phút nhát kiếm của Diệp Bắc Minh sắp sửa chém nát ma ảnh ngút trời kia. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng đến vô tình cất lên, dám ra tay với chủ nhân của tôi tại địa bàn của tôi à? Ma ảnh, nó là cái thá gì chứ? Biến đi! Vèo! Một chùm tia sáng màu đen bay vút ra khỏi nơi sâu thẳm trong tử vong cốc, bay đến, nhanh đến độ xé tan cả không khí. Nó đâm xuyên tất thảy mọi thứ. Uinh uinh! Đất rung núi chuyển, không khí chấn động. Trong chốc lát, Tần Phong và bóng ma ảnh hùng vĩ kia biến đi đâu mất tăm. Không mảy may tồn tại trên thế gian này nữa. Cả yêu nữ Oản Oản, phó thập nhất lang, thẩm lang lẫn quỷ thủ độc thánh đều không hẹn mà cùng quay phát qua nhìn về phía nơi sâu thẳm trong tử vong cốc, môi run run, đó là. Ưng ực, ưng ực, ưng ực. Bọn họ nuốt nước miếng một cách sợ hãi. Đó là thứ gì thế? Đồng tử của Diệp Bắc Minh co rút, hắn cũng nhìn vào sâu trong tử vong cốc, tháp càn khôn chấn ngục, hình như tia sáng đen vừa nãy là một con mắt đúng không? Đậu xanh rau má, một con mắt mà tiêu diệt được cảnh giới hợp nhất luôn à. Bầu không khí rơi vào sự im lặng chết chóc. Bù! Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về hướng ánh sáng đen kia bắn tới. Ngay giây kế tiếp. Bành! Một màn xương dày đặc ùn ùn kéo đến, nhấn chìm muôn nơi. Trong chốc lát, ai nấy cũng cứng đờ như tượng, cứ như thể họ đã bị chúng định thân chú vậy. Diệp Bắc Minh giật mình, màn xương này có vấn đề. Giọng nói lạnh như băng, nghe chẳng có cảm xúc nào hồi nãy truyền đến, thiếu chủ, bọn họ chỉ bị bất động thôi, không sao đâu ạ. Thuộc hạ chờ thiếu chủ đã lâu lắm rồi. Âm thanh ấy chứa đựng sự kích động vô ngần. Đồng thời cũng đan xen nỗi niềm vui mừng khôn xiết. Diệp Bắc Minh sửng sốt, đằng đó gọi tôi là thiếu chủ à? Giọng nói kia trả lời, đương nhiên rồi, cậu là thiếu chủ của tôi mà. Thiếu chủ, cậu mau đi vào đi. Tôi ở dưới giếng tử vong chờ cậu rất nhiều năm rồi. Cậu mà không tới thì không còn ai có thể phá giải phong ấn cho tôi được. Trên mặt Diệp Bắc Minh đầy vẻ khó tin, ông ở dưới giếng tử vong ư? Lẽ nào ông chính là thứ mà mẹ tôi muốn tôi tìm? Giọng nói kia tiếp tục cất lên, thiếu chủ, cậu đi vào là sẽ biết ngay thôi. Kế đó, màn xương dày đặc trước mắt đã xua tan. Để lộ một con đường, dẫn vào nơi sâu thẳm trong tử vong cốc. Diệp Bắc Minh hơi tần ngần một hồi nhưng không quá lâu, hắn xông vào đó ngay. Dọc đường đi, anh phát hiện rất nhiều người tu võ bị bao phủ trong màn xương đen, đứng yên như một bức tượng vậy. Cả hơn 1.000 con ma thú cho dù đang trong cuộc chiến cũng bị đứng yên, không một ngoại lệ nào. Diệp Bắc Minh đi thẳng một mạch trăm cây số. Tiến vào nơi sâu nhất của tử vong cốc. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm Diệp Bắc Minh bàng hoàng giật thót. Những bộ xương. Một rừng xương trắng hếu vô tận. Xương cốt của người và ma thú chất chồng thành núi. Tất cả đều vây quanh một chiếc giếng cổ ở chính giữa. Cái giếng ấy đang lan tỏa màn xương đen dày đặc. Giếng tử vong. Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục trở nên nặng nề, ma khí, không thể tin được, là ma khí kìa. Diệp Bắc Minh giật mình, ma khí ư. Giọng điệu tháp càn khôn chấn ngục nghe rất nghiêm túc, đúng vậy, lượng ma khí ở đây vô cùng tinh khiết.
giết người sẽ có thể ngưng tụ sát khí. Tinh luyện sát khí xong thì sẽ thành ma khí. Nhóc con, tôi khuyên cậu đừng có mà qua đó, ngay cả tôi cũng thấy nguy hiểm rình rập đây. Cậu nhìn biển xương cốt trắng phao xung quanh xem, không một ai được phép lại gần miệng giếng tử vong cả. Nếu cậu chủ quan đi tới, mà tôi vẫn chưa bình phục hoàn toàn thì có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Diệp Bắc Minh lấy làm ngạc nhiên. Ngay cả tháp càn khôn chấn ngục cũng cảm giác được nguy hiểm ư. Anh đứng nguyên tại chỗ, cảnh giác nhìn về phía giếng tử vong. Một giọng nói truyền ra từ trong giếng tử vong, thiếu chủ, ở đây đấy ạ. Cậu mau tới đi, tôi đang ở trong giếng tử vong chờ cậu đây. Tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, nhóc con, cẩn thận đấy. Long đế cũng run như cầy sấy, Diệp Bắc Minh, bổn đế cũng từng gặp người của ma tộc nhưng bao giờ thấy ai có ma khí nồng nặc như thế cả. Chắc chắn giếng tử vong này có vấn đề, tôi khuyên cậu đừng qua đó thì hơn. Diệp Bắc Minh thừa biết rằng, tháp càn khôn chấn ngục và long đế sẽ không hại mình. Nhưng lời nhắn mà mẹ để lại thì bảo anh đi tìm giếng tử vong. Mẹ anh có hại anh không? Rõ ràng cũng không. Phù. Diệp Bắc Minh hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, lại gần giếng tử vong. Tháp càn khôn chấn ngục nom hơi giật mình, ê nhóc, cậu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, có lẽ chỉ còn cách này để tất cả bí mật được hé màn thôi. Tháp càn khôn chấn ngục, xin lỗi ông. Cho dù đằng trước là núi đao hay biển lửa đi chăng nữa, thì ta cũng phải xông vào. Dứt lời, anh phất tay. Kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh. Diệp Bắc Minh bước từng bước về phía giếng tử vong. Giữa anh và nó chỉ cách nhau mấy trăm mét. Những khúc xương trắng hếu dưới chân gãy lìa, phát ra tiếng răng rắc, khiến người ta rợn cả da đầu. Khi đã lại gần giếng tử vong, Diệp Bắc Minh phát hiện trên giếng khắc hằng hà sa số những phù văn lạ lẫm mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tuy nhiên, hình dáng của mỗi một phù văn lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Thiếu chủ, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Cậu hay mau phá giải phong ấn cho tôi đi, giải phong ấn rồi thì tôi sẽ có thể đi ra. Giọng nói vọng lại từ dưới giếng tử vong, nghe kích động đến là rõ. Tôi phải làm gì để phá giải phong ấn? Chỉ cần máu của cậu tôi, cậu hãy nhỏ máu lên giếng tử vong đi. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, cắn rách đầu ngón tay. Sau đó, anh nhỏ một giọt máu tươi lên giếng tử vong. Âm thanh răng rắc giòn tan vọng lên, như thể cốc thủy tinh bị đập vỡ. Phong ấn đã được giải trừ. Ngay một giây sau đó. Bù. Một vật thể hình quả bóng bay ra từ trong giếng tử vong. Nó nhào thẳng vào lòng Diệp Bắc Minh. Anh cúi đầu nhìn, đậu xanh rau má. Diệp Bắc Minh giật cả mình. Không ngờ đây là một con mắt. Một con mắt to như bóng rổ, ông là cái gì thế? Thiếu chủ, tôi là con mắt thần ma đây. Con mắt thần ma. Diệp Bắc Minh trao hàng lông mày lại. Tháp càn khôn chấn ngục bỗng rú lên, con mắt thần ma. Long đế cũng gầm lên thật to, đậu má, đây là con mắt thần ma đó hả? Chỉ mỗi một mình Diệp Bắc Minh là ngập ngừng, sao thế, hai người đều biết thứ này à? Trông tháp càn khôn chấn ngục vô cùng kích động, đâu phải chỉ là biết thôi đâu, đây là thứ được ngưng tụ bởi ma khí gần cội nguồn nhất, thuần túy nhất giữa trời đất đấy. Trong số các đời ký chủ của tôi, chỉ có hai người từng sở hữu con mắt thần ma. Nhưng cuối cùng bọn họ đều. Diệp Bắc Minh ngờ vực hỏi, cuối cùng bọn họ đều thế nào? Tháp càn khôn chấn ngục rơi vào im lặng. Ông ta không trả lời. Một lúc sau, ông ta mới bật ra một câu, nhóc con à, tôi nghĩ cậu sẽ không muốn biết đâu. Vì nếu biết, cậu sẽ bị thương đấy. Diệp Bắc Minh nhìn về phía con mắt thần ma, mẹ tôi bảo ông ở lại đây à? Đúng vậy, đây là yêu cầu của Thánh Nữ Điện Hạ. Con mắt thần ma trả lời. Thánh Nữ? Thánh Nữ gì cơ? Con mắt thần ma trả lời một cách chắc nịch, đương nhiên là Thánh Nữ của ma tộc rồi. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, ma tộc. Trên thế giới này thật sự có chủng tộc này sao? Lúc anh học nghệ trên núi Côn Luân, Diệp Bắc Minh từng được nghe kể về ma tộc từ các sư phụ. Ma thú tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ có thể hóa thành hình người. Những cá thể như thế được gọi là ma tộc. Lúc đó anh cứ ngỡ các sư phụ nói đùa. Chẳng lẽ trên đời này có ma tộc thật ư? Tháp càn khôn chấn ngục khẳng định, tất nhiên rồi. Cơ mà vị diện nào cấp bậc thấp quá thì thường sẽ không có ma tộc đâu. Nếu như ma tộc là ma thú tu luyện thành hình người.
thì người mẹ Diệp Thanh Lam của anh không thể là ma tộc được. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ông nhầm rồi. Mẹ tôi là người, không phải thánh nữ ma tộc gì đó mà ông nói đâu. Con mắt thần ma giải thích cặn kẽ, thánh nữ điện hạ đúng là con người. Nhưng thánh nữ điện hạ từng có lần bị thương rất nặng, nguy kịch đến nỗi suýt chết. Thánh tử ma tộc đã rót ma huyết của mình vào cơ thể của thánh nữ điện hạ. Thế nên mẹ của thiếu chủ là nửa ma nửa người. Tương tự, bà ấy cũng là thánh nữ của ma tộc. Trong cơ thể thiếu chủ cậu đây cũng có một phần tư huyết mạch ma tộc đấy ạ. Trên mặt Diệp Bắc Minh đầy vẻ ngỡ ngàng, gì cơ? Trong cơ thể ta có dòng máu của ma tộc ư? Con mắt thần ma trả lời, đúng rồi ạ. Giọng nói của Diệp Bắc Minh trở nên nặng nề, tháp càn khôn chấn ngục, chuyện gì thế này? Tháp càn khôn chấn ngục im lặng một hồi mới chậm rãi trả lời, ông ta không lừa cậu đâu, quả thật trong cơ thể cậu đang chảy một phần tư huyết mạch ma tộc đấy. Lần đầu tiên thấy cậu ở Long Đô là ta đã biết rồi. Mẹ nó! Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rúm. Tuy nhiên, với tư cách là một người hiện đại, anh nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Mang trong mình huyết mạch ma tộc thì đã làm sao? Càng ngầu thôi. Diệp Bắc Minh hỏi, mẹ tôi đang ở đâu? Con mắt thần ma trả lời, bà ấy đang ở cùng với bố thiếu chủ đấy ạ. Bố tôi là ai? Thánh tử ma tộc ạ. Diệp Bắc Minh chần chừ, nếu bố tôi là thánh tử ma tộc còn mẹ tôi là thánh nữ ma tộc thì vì sao không giữ tôi ở bên cạnh? Con mắt thần ma lắc lư mấy bận, tỏ ra không biết. Diệp Bắc Minh đổi câu hỏi, người đứng đầu Côn Luân Hư là ai? Người đứng đầu Côn Luân Hư là đồ đệ của bố thiếu chủ. Còn 99 sư phụ của tôi thì sao? Con mắt thần ma trả lời, đó là 99 cao thủ siêu cấp với sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, bọn họ dưới cơ bố cậu đó. Để thực hiện một cam kết, họ đã trấn giữ tại Côn Luân Hư để bảo vệ cậu đến khi cậu trưởng thành. Diệp Bắc Minh lại hỏi, còn 10 người sư tỷ của tôi thì sao? Con mắt thần ma vui vẻ giải thích, đó là 10 cô gái nhan sắc chim sa cá lặn mà mẹ cậu đã đích thân chọn cho cậu đó. Nếu cậu không thích họ thì xem họ như con ở cũng được. Còn nếu cậu thích họ thì cưới họ luôn. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rúm, đậu xanh rau má. Đừng có nói bậy nói bạ, họ là sư tỷ của tôi mà. Con mắt thần ma cười bảo, xem thiếu chủ chọn gì thôi ạ. Diệp Bắc Minh tiếp tục hỏi, rốt cuộc bố mẹ tôi đang ở đâu? Con mắt thần ma thoáng khựng lại một lúc. Rồi ông ta hơi lắc lư giữa không trung, thiếu chủ, cái này thì tôi cũng không biết nữa. Tôi tồn tại chỉ để nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện, để cậu biết thân thế và lai lịch của mình thôi. Còn những thứ khác thì các chủ nhân không nói với tôi. Được rồi, thiếu chủ, thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta dung hợp đi. Diệp Bắc Minh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, dung hợp gì cơ. Bù! Con mắt thần ma thình lình bộc phát ra hàng nghìn tia sáng, thoáng chốc đã nhập vào mi tâm của Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, khí thế của Diệp Bắc Minh bỗng dưng tăng vọt. Vô cùng đáng sợ. Ầm ầm. Chính lúc này, toàn bộ tử vong cốc rung chuyển dữ dội, cứ như thể đang có một trận động đất khủng khiếp xảy ra vậy. Người xung quanh cũng không còn bị bất động nữa. Có chuyện gì thế? Sao không thấy sát thần đâu cả? Hồi nãy là chuyện gì thế? Tia sáng đen đó là sao? Không ngờ nó lại có thể xóa bỏ Tần Phong. Đám người yêu nữ oản oản, Phó Thập Nhất Lang, Thẩm Lang, Quỷ Thủ Độc Thánh lấy lại tinh thần. Tiêu Nhã Phi tóm lấy cánh tay của Tiêu Dung Phi, chị ơi, sao không thấy anh Diệp đâu cả? Có khi nào anh ấy cũng bị tiêu diệt rồi không? Đôi mắt bồ câu của cô ta thoáng chốc đỏ hoe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.